Kinh. Lại nữa tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà bố thí Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, tỳ kheo tăng bảo trải số kiếp như các sông hằng, ý ông nghĩ sao? Vì Bồ Tát ấy do nhân duyên ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, vô lượng, vô biên, vô số Phật bảo tu Bồ Đề cũng chẳng bằng Bồ Tát ở trong Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, một ngày tu hành đúng như kinh nói, được phước đức rất nhiều. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là Bồ Tát đạo, nương đạo ấy mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, trải số kiếp như cát sông hằng, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát ấy do nhận duyên ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Chẳng bằng Bồ Tát tu hành đúng như Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, một ngày được phước rất nhiều. Vì sao? Vì Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật vừa quá thanh văn Bích Chi Phật địa vào Bồ Tát vị, dần dần chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ trải số kiếp như các sông hằng, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát ấy do nhân duyên ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Chẳng bằng Bồ Tát tu hành đúng như Bát Nhã Ba La Mật dạy, một ngày tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ được phước rất nhiều. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật hay sanh các Bồ Tát, các Bồ Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật hay đầy đủ hết thảy Phật pháp. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, tu pháp thí trải số kiếp như các sông hằng, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Rất nhiều. Phật dạy: Chẳng bằng Bồ Tát tu hành đúng như Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm dạy, cho đến pháp thí trong một ngày được phước rất nhiều. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, thời không xa lìa trí nhất thiết chủng, không xa lìa trí nhất thiết chủng, thời không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì thế Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, trải số kiếp như các sông hằng, mà tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, nội không cho đến trí nhất thiết chủng, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Chẳng bằng Bồ Tát đúng như Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm dạy, trong một ngày tu bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng được phước rất nhiều. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà lai chuyển đối với trí nhất thiết chủng, thời không có lẽ ấy. Nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà đối với trí nhất thiết chủng lai chuyển, thời có lẽ ấy. Vì lẽ ấy nên Bồ Tát thường không nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà tu hành. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải số kiếp như các sông hằng, tu tài thí, pháp thí và thiền định có được phước đức đem hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều. Phật dạy: Chẳng bằng Bồ Tát đúng như Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm dạy, tu hành tài thí, pháp thí, thiền định trong một ngày có được phước đức đem hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, được phước rất nhiều. Vì sao? Vì đây là cách hồi hướng đệ nhất, nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật hồi hướng. Nếu xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà hồi hướng ấy không gọi là hồi hướng. Vì vậy nên Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác nên phương tiện học Bát Nhã Ba La Mật hồi hướng. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà hòa hợp các thiện căn có được của chư Phật và đệ tử Phật, quá khứ vị lai hiện tại, sống lâu nhiều kiếp như các sông hằng để tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Chẳng bằng Bồ Tát đúng như Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm chỉ dạy mà tu hành cho đến chỉ một ngày, tùy hỷ đem thiện căn hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, được phước đức nhiều. Vì vậy nên Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác nên học Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, pháp do nhân duyên sanh khởi đều từ vọng tưởng sanh, chẳng phải thật, làm sao Bồ Tát được phước đức lớn? Bạch Đức Thế Tôn,
dùng pháp nhân duyên sanh khởi, lẽ đáng không thể được chánh kiến vào pháp vị, lẽ đáng không thể được quả tu đà hoàn cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo tu bồ đề, như vậy, tu bồ đề dùng pháp do nhân duyên sanh khởi ấy, lẽ đáng không được chánh kiến vào pháp vị cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu bồ đề, Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật, biết pháp do nhân duyên sanh khởi cũng không, không bền chắc, hư dối không thật. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy khéo học nội không, cho đến khéo học vô pháp hữu pháp không. Bồ Tát ấy an trụ 18 công ấy, mỗi mỗi quán sát pháp có tạo tác đều không, tức không xa lìa bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát như vậy, dần dần không xa lìa bát nhã ba la mật, dần dần được vô lượng vô số vô biên phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô số vô lượng vô biên có gì khác nhau? Tu Bồ Đề, vô số là không rơi vào số đếm, hoặc trong tánh hữu vi, hoặc trong tánh vô vi. Vô lượng là cân lượng không thể được, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại. Vô biên là biên giới các pháp không thể có được. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, và trong sắc cũng vô số vô lượng vô biên, và trong thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên. Này Tu Bồ Đề, có nhân duyên khiến sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì nên sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên? Phật bảo Tu Bồ Đề, vì sắc không nên vô số vô lượng vô biên, vì thọ tưởng hành thức không nên vô số vô lượng vô biên. Bạch Đức Thế Tôn, chỉ sắc không, thọ tưởng hành thức không, chẳng phải hết thảy pháp không ư? Này Tu Bồ Đề, ta chẳng từng nói hết thảy pháp không ư? Bạch Đức Thế Tôn, nói hết thảy pháp không, các pháp không tức là không thể cùng tận, vô số vô lượng vô biên, trong không số đếm không thể có được, lượng không thể có được, biên không thể có được. Do vậy, nên nghĩa không thể cùng tận, vô lượng vô số vô biên không có khác nhau. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, pháp nghĩa ấy không có khác biệt, pháp ấy không thể nói. Phật dùng sức phương tiện nên phân biệt nói, đó là không thể cùng tận, vô lượng vô số vô biên vô trước, không vô tướng vô tác, vô khởi vô sanh vô diệt vô nhiễm niết bàn. Đó là Phật mỗi mỗi dùng sức phương tiện nói. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Hy hữu, bạch Đức Thế Tôn, thật tướng các pháp không thể nói, mà Phật dùng sức phương tiện để nói, như tôi hiểu nghĩa của Phật nói, hết thảy pháp cũng không thể nói. Phật dạy: Như vậy, như vậy, Tu Bồ Đề, hết thảy pháp không thể nói, tướng hết thảy pháp không thể nói tức là không, không ấy không thể nói. Bạch Đức Thế Tôn: Nghĩa của không thể nói có thêm có bớt chăng? Phật dạy: Không. Tu Bồ Đề: Nghĩa của không thể nói không thêm không bớt. Bạch Đức Thế Tôn: Nếu nghĩa của không thể nói không thêm không bớt, thời thí ba la mật cũng sẽ không thêm không bớt, cho đến bát nhã ba la mật cũng sẽ không thêm không bớt, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần cũng sẽ không thêm không bớt. Bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, tám bộ xả, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, Phật mười trí lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, 18 pháp không chung của Phật cũng sẽ không thêm không bớt. Bạch Đức Thế Tôn: Nếu Bồ Tát tu 6 ba la mật không thêm cho đến 18 pháp không chung không thêm, thời làm sao Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: Như vậy, như vậy, Tu Bồ Đề, nghĩa của không thể nói không thêm không bớt, Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật vì có sức phương tiện nên nghĩ rằng: Ta tăng thêm bát nhã ba la mật cho đến tăng thêm thí ba la mật, lại sẽ nghĩ rằng chỉ có danh tự nên gọi là thí ba la mật. Bồ Tát khi tu thí ba la mật đem tâm ấy và thiện căn đúng như tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà hồi hướng, cho đến khi tu bát nhã ba la mật đem tâm ấy và thiện căn đúng như tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác hồi hướng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: Tướng như của hết thảy pháp ấy là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tướng như của hết thảy pháp ấy là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề: Sắc tướng như, thọ tưởng hành thức như, cho đến niết bàn tướng như là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tướng như ấy cũng chẳng thêm chẳng bớt. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát không để bát nhã ba la mật thường quán tướng như ấy, không thấy có thêm có bớt, vì nhân duyên ấy nên nghĩa của không thể nói không thêm không bớt. Thí ba la mật cũng không thêm không bớt, cho đến 18 pháp không chung cũng không thêm không bớt. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì pháp không thêm không bớt ấy nên tu bát nhã ba la mật.
luận Địa Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường Tam Bảo trải kiếp số như các sông Hằng, không bằng một ngày tu Bát Nhã. Lại có người sống lâu nhiều kiếp số như các sông Hằng cúng dường tu Đà Hoàn, vân vân, cũng không bằng một ngày tu Bát Nhã. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát tu Bát Nhã vượt quá nhị thừa vào Bồ Tát vị thành vô thượng đạo, lại xa lìa Bát Nhã tu sáu Ba La Mật trải kiếp số như các sông Hằng, chẳng bằng một ngày đúng như lời dạy an trú trong Bát Nhã tu sáu Ba La Mật. Trong đây nói nhân duyên vì sao hơn? Vì Bát Nhã là mẹ chư Phật, an trú trong Bát Nhã là có thể đầy đủ các pháp của chư Phật. Đó là nói về tài thí. Nếu xa lìa Bát Nhã mà thực hành pháp thí trải kiếp số như các sông Hằng, chẳng bằng một ngày an trú trong Bát Nhã thực hành pháp thí. Lại nữa, xa lìa Bát Nhã mà theo pháp thanh văn bích chi Phật tu hành tứ niệm xứ trải kiếp số như các sông Hằng, chẳng bằng một ngày đúng như lời dạy an trú trong Bát Nhã tu tứ niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng. Trong đây nói lý do hơn là vì không xa lìa Bát Nhã mà bị lay chuyển đối với nhất thiết trí là không có lẽ ấy. Lại nữa, Bồ Tát lìa Bát Nhã mà tài thí pháp thí thiền định trải qua kiếp số như các sông Hằng có được phước đức rồi hồi hướng vô thượng đạo, chẳng bằng một ngày ấn hợp với Bát Nhã mà tài thí pháp thí thiền định sanh phước đức rồi hồi hướng vô thượng đạo. Vì sao? Vì Bát Nhã không có độc hại xen tạp nên chính hồi hướng vậy. Lại nữa, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã mà sống lâu nhiều kiếp số như các sông Hằng, tùy hỷ với công đức chư Phật ba đời mười phương hồi hướng đến vô thượng đạo, chẳng bằng một ngày ấn hợp với Bát Nhã mà tùy hỷ hồi hướng. Bấy giờ tu Bồ Đề gạn hỏi Phật: như Phật dạy hết thảy pháp hữu vi như huyễn, hư dối không thật, không thể sanh chánh kiến vào chánh vị, làm sao Bồ Tát phước đức tu trong một ngày mà hơn được? Phật chấp nhận lời ấy rằng: như vậy, như vậy, pháp hữu vi đều hư dối, không được dùng pháp hư dối để vào chánh vị được chánh đạo. Bồ Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật có được phước đức, biết nó đều hư dối, trống không, không bền chắc, tâm không đắm trước phước đức ấy thanh tịnh nên hơn phước đức khác như kim cương, tuy nhỏ có thể đục phá núi lớn. Trong đây Phật dạy Bồ Tát khéo học 18 không, tuy quán không mà có thể thật hành các công đức, tuy biết niết bàn vô thượng đạo mà vì thương xót chúng sanh nên tu tập phước đức, tuy biết hết thảy pháp tướng chẳng thể nói mà vì chúng sanh mỗi mỗi phương tiện thuyết pháp, tuy biết trong pháp tánh nhất tướng vô tướng không có phân biệt mà vì chúng sanh phân biệt thiện bất thiện, khả hành bất khả hành, thủ xả lợi thất, vân vân. Nếu Bồ Tát tuy quán chốt giáo không mà vẫn có thể làm các phước đức ấy, gọi là tu hành không lìa Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát thường không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật thời dần dần được vô số vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vì nếu khi Bồ Tát mới học Bát Nhã, sức phiền não còn mạnh, sức Bát Nhã còn yếu, dần dần được sức Bát Nhã dứt các phiền não, diệt các hí luận, thế nên được phước đức vô số vô lượng vô biên. Phật tự phân biệt nói vô số là không rơi vào trong tánh hữu vi hoặc tánh vô vi, cân lược ba đời không thể có được nên gọi là vô lượng, ranh giới mười phương cũng không thể có được nên gọi là vô biên. Tu Bồ Đề hỏi Phật: có thể có nhân duyên mà năm uẩn cũng vô số vô lượng vô biên ư? Phật đáp: có, do năm uẩn không nên cũng vô số vô lượng vô biên. Tu Bồ Đề thưa: chỉ có năm uẩn không chứ chẳng phải hết thảy pháp không ư? Phật đáp: hết thảy pháp không. Tu Bồ Đề thưa: pháp không ấy tức không thể cùng tận, không thể cùng tận tức là vô số, vô số tức là vô lượng, vô lượng tức là vô biên. Thế nên trong không ấy sự cùng tận không thể có được nên gọi là vô tận, số đếm không thể có được nên gọi là vô số, sự cân lượng không thể có được nên gọi là vô lượng, biên giới không thể có được nên gọi là vô biên. Bốn việc ấy danh tùy khác mà nghĩa đồng, nghĩa là đồng số giáo không. Phật chấp nhận lời ấy rằng đúng như vậy, lại tự nói nhân duyên tướng pháp không ấy chẳng thể nói, nếu có thể nói thời chẳng gọi là không. Phật vì tâm đại từ bi thương xót chúng sanh nên phương tiện nói ra, miễn cưỡng nói ra danh từ ngôn ngữ để khiến chúng sanh được hiểu. Chữ không hoặc nói là không thể cùng tận, vô số vô lượng vô biên, vân vân, thật tướng ấy không sanh không tác nên nói là không cùng tận. Các bậc thánh khi ngộ được thật tướng các pháp và vô dư niết bàn, không rơi vào trong số sáu đường, pháp thật tướng ấy cũng không rơi vào trong số các pháp hữu vi vô vi, thế nên gọi là vô số.
Chữ lượng là dùng trí tuệ cân lường tốt xấu nhiều ít lớn nhỏ phải trái. Ở trong thật tướng các pháp vì xuất hết các tướng ấy nên gọi là vô lượng. Thật tướng các pháp không thể lường nên gọi là vô biên. Thật tướng các pháp vốn tịch diệt nên gọi là vô trước. Trong thật tướng các pháp, tướng ngã và ngã sở nhất định không thể có được nên nói là không. Vì không nên vô tướng, vô tướng thời không tác không khởi. Vì pháp ấy thường trú không hoại nên vô sanh vô diệt. Vì pháp ấy dứt được ô nhiễm của ba cõi nên gọi là không nhiễm. Vì pháp ấy không diệt nên nghiệp phiền não nên gọi là niết bàn. Như vậy có vô lượng danh tự theo mỗi mỗi nhân duyên nói thật tướng các pháp. Bây giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Hy hữu thay, thật tướng các pháp tuy không thể nói mà Phật dùng sức phương tiện để nói, nhưng còn hiểu nghĩa Phật dạy, chẳng phải chỉ có thật tướng không thể nói mà hết thảy các pháp cũng không thể nói. Phật chấp nhận lời ấy và nói nhân duyên, hết thảy pháp rốt ráo trở về không, vì trở về không nên không thể nói. Nghĩa của không thể nói tức là không thêm không bớt. Nếu hết thảy pháp không thêm không bớt, thời sáu ba la mật và các thiện pháp cũng không thêm không bớt. Nếu sáu ba la mật và các thiện pháp không thêm, thầy làm sao được vô thượng đạo? Phật chấp nhận lời đó và nói nhân duyên. Pháp tuy không thêm bớt mà có thể được vô thượng đạo, nghĩa là vị Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật và sức phương tiện, nên tùy tu các pháp trợ đạo như thí ba la mật. Nhờ dứt ngã, ngã sở và kiêu mạn, nên không nghĩ rằng ta tăng trưởng được sáu ba la mật, không chấp thủ tướng trong tướng ngoài, tu các thiện pháp đúng như tướng vô thượng đạo mà hồi hướng. Tu Bồ Đề hỏi, thế nào là vô thượng đạo? Phật đáp, các pháp như là vô thượng đạo. Tu Bồ Đề hỏi, những gì là hết thảy pháp? Phật đáp, sắc pháp vân vân cho đến niết bàn, tướng như tịch diệt của các pháp ấy là tướng vô thượng đạo. Tịch diệt là không thêm không bớt, không cao không hạ, diệt các phiền não hí luận, không động không hoại, không bị chướng ngại. Bồ Tát do bát nhã ba la mật và sức phương tiện nên có thể làm cho bố thí đồng như tướng tịch diệt. Có các nhân duyên như vậy nói về tướng vô thượng đạo. Nếu Bồ Tát thường nghĩ đến tướng vô thượng đạo tịch diệt, thời làm cho hết thảy pháp đều đồng tướng tịch diệt, cũng quan sát nghĩa bất khả thuyết là tướng chẳng thêm chẳng bớt, Bồ Tát như vậy mau được vô thượng đạo, vì không thêm không bớt, không thể thủ đắc. Hết cuốn 74 theo bản Hán. Cuốn 75 Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát dùng tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay dùng tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bạch Đức Thế Tôn, tâm lúc đầu không đi đến tâm lúc sau không ở nơi tâm lúc đầu. Như vậy mỗi tâm số pháp không cùng lúc, làm sao thiện căn tăng trưởng? Nếu thiện căn không tăng trưởng, làm sao sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, ta sẽ nói thí dụ cho ông rõ. Người trí nghe được thí dụ, thời đối với nghĩa dễ hiểu. Này Tu Bồ Đề, thí như thắp đèn, dùng ngọn lửa lúc đầu đốt tim đèn hay dùng ngọn lửa lúc sau đốt tim đèn? Tu Bồ Đề thưa, chẳng phải ngọn lửa lúc đầu đốt cháy tim đèn cũng chẳng phải lìa ngọn lửa lúc đầu, chẳng phải ngọn lửa lúc sau đốt cháy tim đèn cũng chẳng phải lìa ngọn lửa lúc sau. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tim đèn cháy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tim đèn thật cháy. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như vậy, chẳng dùng tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng lìa tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng dùng tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng lìa tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, trong đây Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu bát nhã ba la mật đến khi đầy đủ 10 địa thời được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là 10 địa mà Bồ Tát đầy đủ rồi mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: Bồ Tát đầy đủ cản huệ địa, tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạt địa, ly dục địa, dĩ tác địa, bích chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật địa. Đầy đủ 10 địa ấy là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát học 10 địa ấy xong, chẳng phải tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng phải lìa tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng phải lìa tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, pháp nhân duyên ấy rất sâu, chẳng phải tâm lúc đầu, chẳng phải lìa tâm lúc đầu, chẳng phải tâm lúc sau, chẳng phải lìa tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu tâm diệt rồi,
tâm ấy có sanh lại chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Tâm sanh là tướng diệt chăng? Là tướng diệt. Bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Cũng trụ như vậy chăng? Cũng trụ như vậy, như như mà trụ. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Nếu tâm ấy như như mà trụ, sẽ là thực tế chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Như ấy rất sâu chăng? Rất sâu, bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Chỉ như là tâm chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, lìa như là tâm chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Như thấy như chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Nếu Bồ Tát tu hành được như vậy, là tu hành bát nhã ba la mật thậm thâm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành được như vậy, là tu hành bát nhã ba la mật thậm thâm. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Bồ Tát tu hành như vậy là ở chỗ nào tu hành? Tu Bồ Đề thưa, nếu Bồ Tát tu hành được như vậy là không có chỗ tu hành. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật an trú trong các pháp như thầy không khởi niệm như vậy, không có chỗ khởi niệm, không có người khởi niệm. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tu hành như vậy là ở chỗ nào tu hành? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hành như vậy là ở trong đệ nhất nghĩa tu hành, vì hai tướng không thể có được. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Đó là tướng hư hoại của Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, Phật bảo Tu Bồ Đề, sao gọi là tướng chẳng hư hoại? Tu Bồ Đề thưa, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật không nghĩ rằng ta sẽ phá hoại tướng các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật chưa đầy đủ 10 trí lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung của Phật, thời không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát do sức phương tiện nên đối với các pháp không chấp thủ tướng, cũng không phá hoại tướng nó. Vì sao? Vì Bồ Tát biết hết thảy pháp tự tướng không, Bồ Tát an trú trong tự tướng không ấy. Vì chúng sanh nên vào ba tam muội, dùng ba tam muội để thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát vào ba tam muội mà thành tựu tuệ giác cho chúng sanh? Phật dạy, Bồ Tát an trú ba tam muội ấy, thấy chúng sanh ở trong pháp tác khởi tu hành. Bồ Tát dùng sức phương tiện dạy khiến được pháp không tác khởi. Thấy chúng sanh ở trong ngã tướng tu hành, Bồ Tát dùng sức phương tiện dạy khiến tu hành không. Thấy chúng sanh ở trong hết thảy tướng tu hành, Bồ Tát dùng sức phương tiện dạy khiến tu hành vô tướng. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật vào ba tam muội, dùng ba tam muội để thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Luận, Tu Bồ Đề hỏi Phật, dùng tâm ban đầu được vô thượng đạo hay dùng tâm sau được? Hỏi, cớ gì Tu Bồ Đề nạn hỏi việc ấy? Đáp, ở đoạn trên kia Tu Bồ Đề nghe nói các pháp chẳng thêm chẳng bớt, tâm sanh nghi. Nếu các pháp chẳng thêm chẳng bớt, thầy làm sao được vô thượng đạo? Lại nữa, nếu do như thật tu hành đúng đắn được vô thượng đạo, thầy chỉ có Phật được như vậy. Còn Bồ Tát chưa dứt hết phiền não vô minh, làm sao có thể như thật tu hành đúng đắn? Lại nữa, ở trong đây Tu Bồ Đề tự nói lý do gạn hỏi. Đó là tâm lúc đầu không đến tâm lúc sau, tâm lúc sau không ở nơi tâm lúc đầu, làm sao tăng trưởng được thiện căn để được vô thượng đạo? Vì nhân duyên như vậy nên hỏi rằng, dùng tâm lúc đầu được hay tâm lúc sau được? Phật đấy pháp nhân duyên sâu xa trả lời rằng, không dùng tâm lúc đầu được cũng không lìa tâm lúc đầu được. Vì cớ sao? Nếu chỉ dùng tâm lúc đầu được, không dùng tâm lúc sau được, ấy thời Bồ Tát mới phát tâm, lẽ đáng liền là Phật. Nếu không có tâm lúc đầu, làm sao có tâm thứ hai, thứ ba? Tâm thứ hai, thứ ba lấy tâm lúc đầu làm nhân duyên căn bản, cũng không chỉ có tâm lúc sau, cũng không lìa tâm lúc sau, nghĩa là tâm lúc sau cũng không lìa tâm lúc đầu. Nếu không có tâm lúc đầu, thầy không có tâm lúc sau. Tâm lúc đầu tập hợp vô lượng công đức, đến tâm lúc sau thời đầy đủ. Vì đầy đủ nên có thể dứt hết phiền não và tập khí, được vô thượng đạo. Ở trong đây, Tu Bồ Đề tự nói nhân duyên gạn hỏi. Tâm số pháp lúc đầu và lúc sau, không hiện có cùng lúc, không hiện có cùng lúc, thời tâm quá khứ đã diệt, không hòa hợp được. Nếu không hòa hợp, thời thiện căn không nhóm, thiện căn không nhóm, thời làm sao thành vô thượng đạo? Phật lấy thí dụ hiện tiền để đáp, như tìm đèn chẳng phải riêng ngọn lửa lúc đầu đốt cháy, cũng chẳng phải lìa ngọn lửa lúc đầu, chẳng phải riêng ngọn lửa lúc sau đốt cháy, cũng chẳng lìa ngọn lửa lúc sau mà đốt cháy tìm đèn.
Phật nói với Tu Bồ Đà, mắt ông thấy tim đẹp đốt cháy, chẳng phải ngọn lửa lúc đầu, chẳng phải ngọn lửa lúc sau, mà tim đẹp đốt cháy. Ta dùng mắt Phật thấy Bồ Tát được vô thượng đạo, chẳng do tâm lúc đầu được, cũng chẳng lìa tâm lúc đầu, chẳng do tâm lúc sau được, cũng chẳng lìa tâm lúc sau mà được vô thượng đạo. Đèn thí dụ cho Bồ Tát đạo, tim đèn thí dụ cho phiền não vô minh, ngọn lửa thí dụ cho trí tuệ tương ưng sơ địa cho đến trí tuệ tương ưng với kim cang tam muội, đốt cháy tim đèn vô minh phiền não, cũng chẳng phải ngọn lửa trí tuệ của tâm lúc đầu, cũng chẳng phải ngọn lửa trí tuệ của tâm lúc sau mà tim đèn vô minh phiền não bị đốt cháy hết, được thành vô thượng đạo. Trong đây Phật lại giải thích nhân duyên được thành vô thượng đạo là Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở đi, tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ sơ địa đến thập địa, mười địa ấy đều hỗ trợ thành vô thượng đạo. Mười địa: một, Càn Huệ địa có hai, một là Thanh Văn, hai là Bồ Tát. Hàng Thanh Văn chỉ vì cầu Niết Bàn nên siêng năng tinh tấn, trì giới thanh tịnh, kham chịu tu hành, hoặc quán Phật Tam Muội, hoặc quán Bất Tịnh, hoặc tu Từ Bi, hoặc quán Vô Thường, vân vân. Phân biệt nhóm các pháp thiện, bỏ pháp bất thiện, tuy có trí tuệ mà không được nước thiền định, thầy không thể đắc đạo nên gọi là Càn Huệ địa. Còn Bồ Tát thầy từ khi mới phát tâm cho đến khi chưa được thuận nhẫn là Càn Huệ địa. Hai, Tánh địa là hàng Thanh Văn tu từ Noãn pháp cho đến Thế Gian địa nhất pháp. Còn hàng Bồ Tát được thuận nhẫn gỡ đắm thật tướng các pháp, không sanh tà kiến, được nước thiền định. Ba, Bát Nhân địa là tu từ khổ pháp nhẫn cho đến đạo tỷ nhẫn, hoặc gọi đạo loại nhẫn. 15 tâm ấy đối với hàng Bồ Tát là vô sanh pháp nhẫn và Bồ Tát vị. 4. Kiến địa là được thánh quả ban đầu, là quả tu đà hoàn, còn đối với Bồ Tát là địa vị chẳng thoái chuyển. 5. Bạt địa hoặc là tu đà hoàn hoặc là tư đà hàm, đoạn được 6 phần phiền não trong 9 phần não tư hoặc của cõi dục, còn đối với Bồ Tát là đã vượt quá địa vị chẳng thoái chuyển cho đến chưa thành Phật giữa các phiền não và các tập khí khác. 6. Ly dục địa là lìa các phiền não tham dục của cõi dục, ấy gọi là Ana hàm. Còn đối với Bồ Tát vì lìa nhân duyên của năm dục nên được năm thần thông. 7. Dĩ tác địa là hàng Thanh Văn, được tận trí, vô sanh trí, được Ana hán. Còn đối với Bồ Tát là thành tựu Phật địa. 8. Bích chi Phật địa là được trước gieo trồng nhân duyên về bích chi Phật đạo. Đời này được chút ít nhân duyên xuất ra, cũng quán lý nhân duyên sâu xa mà thành đạo, gọi là bích chi Phật. 9. Bồ Tát địa là từ Càn Huệ địa trở đi cho đến Ly dục địa. Lại nữa, Bồ Tát địa là từ Hoan Hỷ địa cho tới Pháp Vân địa. Có người nói từ khi mới phát tâm trở đi cho đến Kim Cang Tam Muội là Bồ Tát địa. 10. Phật địa là đối với các Phật pháp như trí nhất thiết chủ, vân vân. Bồ Tát ở trong tự địa là ở trong địa vị của chính mình được đầy đủ. Đối với mỗi mỗi địa quán đầy đủ, hai việc ấy đủ nên gọi là đầy đủ. Hỏi: cớ sao không nói Bồ Tát tương tự Bích Chi Phật địa? Đáp: các địa khác không nói danh tự, chỉ Bích Chi Phật địa nói danh tự là Bích Chi Phật. Lại nữa, Bồ Tát hay phân biệt biết chúng sanh có thể dùng nhân duyên Bích Chi Phật để được độ, nên Bồ Tát dùng trí tuệ thực hành việc Bích Chi Phật. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát văn thủ thi lị trải 72 ước lần làm Bích Chi Phật. Bồ Tát cũng như vậy, đầy đủ 9 địa tu tập Phật pháp, tuy chưa đầy đủ 10 trí lực, 4 điều không sợ, tuy chưa đầy đủ do tu tập gần Phật nên gọi là đầy đủ. Vì vậy, nói 10 địa đầy đủ nên được vô thượng đạo. Các pháp ấy đều do nhân duyên hòa hợp nên chẳng phải tâm lúc đầu, cũng chẳng để tâm lúc đầu, chẳng phải tâm lúc sau, cũng chẳng để tâm lúc sau mà được vô thượng đạo. Tu Bồ Đề tôn trọng pháp ấy nên tán thán rằng: bạch Đức Thế Tôn, pháp nhân duyên ấy rất sâu, nghĩa là tâm quá khứ không diệt, không trụ mà có thể tăng trưởng được thành vô thượng đạo. Việc ấy rất sâu xa hỷ hữu, khó có thể tiên hiểu, tâm ấy là trụ hay là diệt ư? Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề: ý ông nghĩ sao? Kinh nói nếu tâm diệt rồi có sanh lại chăng? Là các pháp tuy rốt ráo không, chẳng sanh chẳng diệt, nhưng vì chúng sanh dùng sáu căn thấy pháp có sanh có diệt, nên Phật hỏi tâm diệt rồi có sanh lại chăng? Tu Bồ Đề thưa: thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì tâm diệt rồi làm sao sanh trở lại? Nếu tâm diệt rồi sanh trở lại, thời rơi vào chấp thường. Kinh nói nếu tâm sanh là tướng diệt chăng? Là ở trên hỏi tâm quá khứ xong, nay hỏi tướng của tâm hiện tại sẽ diệt chăng? Thế nên đáp là tướng diệt.
Vì sao? Vì sanh diệt là tướng đối đãi, có sanh ắt có diệt, nên trước không mà nay có rồi lại hoàn không. Kinh nói, tướng tâm diệt là diệt chăng? Là hoặc tướng tâm diệt là diệt ư hay còn có diệt ư? Đáp, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì nếu tướng tâm diệt, tức là diệt thời một tâm có hai lúc, lúc sanh và lúc diệt, nói vô thường là nói tâm tồn tại không quá một niệm. Như trong kinh A Tỳ Đàm nói, có pháp sanh, có pháp chẳng sanh, có pháp sắp sanh, có pháp không sắp sanh, có pháp diệt, có pháp không diệt, có pháp sắp diệt, có pháp không sắp diệt. Pháp sanh hiện tại ở trong một tâm có hai, một là sanh, hai là sắp diệt. Sanh chẳng phải tướng sắp diệt chẳng phải sanh, việc ấy không đúng, cho nên Tu Bồ Đề đáp, không. Kinh nói sẽ trụ như vậy chăng? Là nếu tướng diệt chẳng phải tức là diệt, thời có lẽ thường trụ chăng? Nếu thường trụ tức tướng không diệt. Phật gạn qua gạn lại như vậy, Tu Bồ Đề lý cùng nên nghĩ rằng, ta nếu nói tướng diệt tức là diệt, thời một tâm rơi vào trong hai lúc. Nếu nói chẳng diệt thì sự thật là tướng diệt, làm sao nói rằng chẳng diệt? Vì hai lẽ trên đều có lỗi, nên Tu Bồ Đề tự đem trí tuệ đã được chứng đắc mà đáp, bạch Đức Thế Tôn, trụ như vậy, như như trụ. Kinh nói, nếu tâm ấy như như trụ, thời sẽ là thực tế chăng? Là nếu nói tâm tương đồng với như mà trụ, thì như tức là thực tế. Nếu như vậy, tâm có thể tức là thực tế chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì Tu Bồ Đề đã lâu tôn trọng thực tế, nhưng tâm là pháp hư dối, sức trí tuệ của hàng tiểu thừa ít, không thể quán tâm tức là thực tế. Thế nên Tu Bồ Đề đáp không. Hỏi, nếu Tu Bồ Đề đã nói tâm như như, cớ sao tâm không được là thực tế? Đáp, như là thật tướng hết thảy pháp, thật tướng của tâm cũng là như. Ý Tu Bồ Đề muốn nói những điều rất xó căn của phàm phu thấy được, hư dối điên đảo, cho nên có lỗi. Này nói tâm tướng như như thật không có lỗi, nên nói như như mà trụ. Lại thật tế tức là niết bàn, nên không thể tức thở lấy tâm làm niết bàn, cho nên đáp không. Lại nữa, vì thật tế không có tướng, nên không được nói tâm tức là thật tế. Kinh nói như ấy thậm thâm chăng? Là vì Tu Bồ Đề nói tâm như như mà trụ, lại nói tâm không được là thật tế, nên Phật hỏi như ấy thậm thâm chăng? Tu Bồ Đề không thể biết khác, nên đáp thậm thâm. Kinh nói, Phật hỏi, chỉ như là tâm chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì như là một tướng, chẳng phải hai tướng. Tâm do nhân duyên ước tưởng phân biệt sai, nên là hai tướng. Như không có biết gì, còn tâm có biết. Lại như do giáo thanh tịnh, nên không có biết, còn tâm có điều giác tri. Lìa như, tâm cũng như vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều có như, làm sao lìa như mà có tâm được? Phật hỏi Tu Bồ Đề, như có thể thấy như chăng? Đáp, trong như không có phân biệt là biết, có thể biết. Bồ Tát không an trú như pháp tánh thật tế mà tu ngay Bồ Tát đạo thâm sâu. Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu tu như vậy có thể tu Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm chăng? Tu Bồ Đề tự quan sát hàng tiểu thừa cạn mỏng, pháp đại thừa sâu xa, nên đáp rằng tu như vậy là tu Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Bấy giờ có Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, nghe pháp ấy thời tâm cống cao, tự cho mình ra khỏi tiểu thừa sâu vào đại thừa. Phật muốn phá tâm cống cao ấy, nên hỏi Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy là ở chỗ nào tu? Tu Bồ Đề thưa, tu như vậy là không có chỗ tu. Vì sao? Vì Bồ Tát an trụ trong như không có phân biệt. Bồ Tát nghe nói không có chỗ tu, thời hoặc bị rơi vào chấp đoạn diệt, nên Phật lại hỏi Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu Bát Nhã là ở chỗ nào tu? Tu Bồ Đề thưa, ở trong đệ nhất nghĩa tu, tướng đệ nhất nghĩa là không có hai tướng. Phật hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu Bồ Tát không ước niệm tu đệ nhất nghĩa, sự tu ấy có thủ tướng chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì hết thảy pháp rốt ráo không, không có ước niệm, tức là không tướng tu hành. Phật hỏi Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy phá hoại tướng mà được vô tướng chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, vì tướng từ trước lại đây không có, chỉ trời điên đảo nên không phá hoại tướng các pháp. Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu không phá hoại tướng các pháp, làm sao tu hành vô tướng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát không nghĩ rằng ta sẽ phá tướng, nên tu hành Bát Nhã. Bồ Tát chưa đầy đủ 10 trí lực của Phật, vân vân, do sức phương tiện nên không khởi tâm thấy có tướng, không khởi tâm thấy vô tướng.
Vì sao? Vì nếu chấp thủ tướng, thời tướng ấy đều là hư dối vọng ngữ, có các sai lầm. Nếu phá hoại tướng thì rơi vào chấp đoạn diệt, cũng mắc nhiều sai lầm. Thế nên không chấp thủ tướng có, không chấp thủ tướng không. Thủ tướng tức là hữu pháp, không thủ tướng tức là vô pháp. Do lực phương tiện xa lìa hai bên có không ấy thực hành trúc đạo. Trong đây Phật tự nói nhân duyên là vì biết hết thảy pháp tự tánh không, nên không chấp có, không chấp không. Tự tướng không thời phá hết thảy pháp tướng, cũng tự phá tướng nó. Bồ Tát an trú trong tự tướng không, khởi lên ba tam muội, làm lợi ích chúng sanh. Chúng sanh mỗi mỗi ước thọ thân ở trong sáu đường. Có người không nhiếp phục tâm, không thể tu phước, buông lùng theo ý tạo nghiệp, hoặc đọa địa ngục. Khi sắp chết gió lạnh bức thiết, thời mong muốn được lửa, bèn rơi vào ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu được làm người, thời bần cùng hạ tiện. Có người nhiếp phục tâm, bẻ gãy lòng san tham, tu hạnh bố thí trì giới. Người ấy được sinh vào chỗ giàu vui trong cõi người, cõi trời dục giới. Có người lìa cõi dục, trừ năm triển cái, nhân có năm căn tín tấn vân vân, được năm thiền tri, thời sinh vào cõi sắc. Có người bỏ sắc tướng, diệt tướng đối đãi, không nghĩ đến đặc tướng, nên vào vô biên hư không xứ định vân vân. Các việc làm như vậy đều là ước nguyện tà vậy. Vì sao? Vì lâu ngày đều sẽ bị phá hoại đọa lạc. Thí như lấy dây buộc chim bay, dây hết chim phải trở lại. Bồ Tát do Bồ Tát tam muội dứt các nguyện ấy cho chúng sanh, lại thân này đều không, chỉ có gân xương năm tạng máu chảy da bọc đầy rẫy nhơ nhớp. Gió theo tâm lai động, tâm ấy sanh diệt không ngừng, như huyễn như hóa, không có thật tướng nhất định. Chúng sanh thấy tướng đi lại nói năng, nên cho là có người, có ta, có của ta, khởi tâm điên đảo, chỉ vì ước tưởng phân biệt nên có sự sai lầm ấy. Bồ Tát dùng không tam muội dứt tâm chấp ta của ta cho chúng sanh, khiến an trú trong không. Lại chúng sanh thủ lấy tướng nam nữ, sắc thành hương vị tốt xấu giải ngắn, vì thủ tướng nên sinh các phiền não, chịu các yêu khổ. Bồ Tát dùng vô tướng tam muội dứt các tướng cho chúng sanh, khiến an trú trong vô tướng. Hỏi: nếu giáo hóa chúng sanh khiến chứng được không là đủ, thì cần gì đến vô tướng vô tác tam muội? Đáp: căn cơ chúng sanh có lợi độn, người lợi căn nghe nói không liền ngộ vô tướng vô tác. Người độn căn nghe nói không phá các pháp liền chấp thủ tướng không, thế nên tiếp nói vô tướng. Nếu người tuy biết không vô tướng, nhưng trí tuệ ấy lại muốn tác nghiệp thọ thân, nhưng biết thân ấy pháp hữu vi có các hoạn nạn, thế nên không nên tác nghiệp thọ thân. Như kinh nói: ngoài thân Bồ Tát, các thân khác không thể có được cái vui trong giây lát, huống gì lâu dài, thế nên nói vô tác. Vì nhân duyên ấy nên cần nói đầy đủ ba tam muội để giáo hóa chúng sanh. Giải thích Phẩm Mậu Hành thứ 58. Kinh: bấy giờ Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, nếu hữu Bồ Tát ở trong mộng mà vào ba tam muội không vô tướng Bồ Tát, thầy có thể có ích đối với Bát Nhã Ba La Mật chăng? Tu Bồ Đề đáp: nếu Bồ Tát ban ngày vào ba tam muội có ích đối với Bát Nhã Ba La Mật, nên ban đêm ở trong mộng cũng sẽ có ích. Vì sao? Vì ban ngày ban đêm ở trong mộng không có khác nhau. Nếu Bồ Tát ban ngày tu Bát Nhã Ba La Mật có ích, Bồ Tát ấy ở trong mộng tu Bát Nhã Ba La Mật cũng nên có ích. Xá Lợi Phất hỏi: Bồ Tát nếu ở trong mộng tạo nghiệp, nghiệp ấy có tích tụ thành không? Như Phật dạy, hết thảy pháp như mộng nên không tích tụ thành. Vì sao? Vì trong mộng không có pháp tích tụ thành, nếu khi thức nhớ tưởng phân biệt lại nên tích tụ thành. Tu Bồ Đề hỏi: nếu người ở trong mộng sát sinh, khi thức rồi nhớ nghĩ phân biệt thủ lấy tướng sát sinh, ta giết như vậy khoái ư? Việc ấy thế nào? Xá Lợi Phất đáp: không có nhân duyên, thời nghiệp không sinh. Không có nhân duyên, thời tư duy không sinh. Có nhân duyên, thời nghiệp sinh. Có nhân duyên, thời tư duy sinh. Tu Bồ Đề nói: như vậy, không có nhân duyên, nghiệp không sinh. Không có nhân duyên, tư duy không sinh. Có nhân duyên, nghiệp sinh. Có nhân duyên, tư duy sinh. Đối với pháp thấy nghe hay biết có tâm sinh, chẳng từ trong pháp không thấy, không nghe, không hay biết, hay biết tâm sinh. Tâm ấy có sạch có nhơ, vì thế nên có nhân duyên nghiệp sinh, chẳng từ không có nhân duyên nghiệp sinh. Có nhân duyên tư duy sinh, chẳng từ không có nhân duyên tư duy sinh. Xá Lợi Phất hỏi: như Phật dạy hết thảy các nghiệp, các tư duy xa lìa tự tướng, làm sao nói có nhân duyên nên nghiệp sinh, không có nhân duyên nghiệp không sinh, có nhân duyên nên tư duy sinh, không có nhân duyên tư duy không sinh?
Tu Bồ Đề đáp, vì chấp thủ tướng nên có nhân duyên nghiệp sinh, chẳng từ không có nhân duyên nghiệp sinh, vì chấp thủ tướng nên có nhân duyên tư duy sinh, chẳng từ không có nhân duyên tư duy sinh. Xá Lợi Phất hỏi, nếu Bồ Tát ở trong mộng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tu trí tuệ, đem phước đức thiện căn ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thật hồi hướng chăng? Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát Di Lặc đang ở trước mặt, được Phật thọ ký, chẳng thối chuyển, sẽ làm Phật, nên hỏi Di Lặc, Di Lặc sẽ đáp. Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng, Tu Bồ Đề nói, Bồ Tát Di Lặc hiện ở trước mặt, được Phật thọ ký, chẳng thối chuyển, sẽ làm Phật, Di Lặc sẽ đáp. Di Lặc, Bồ Tát nói với Xá Lợi Phất, sẽ lấy danh Di Lặc đáp chăng, hoặc lấy sắc thọ tưởng hành thức đáp chăng, hoặc lấy sắc không đáp chăng, hoặc lấy thọ tưởng hành thức không đáp chăng. Sắc không thể đáp, thọ tưởng hành thức không thể đáp, sắc không không thể đáp, thọ tưởng hành thức không không thể đáp. Ta không thấy pháp ấy có thể đáp, không thấy người hay đáp. Ta không thấy người được thọ ký, cũng không thấy pháp có thể thọ ký, cũng không thấy nơi thọ ký, hết thảy pháp ấy đều không hai không khác. Xá Lợi Phất nói với Di Lặc Bồ Tát, như lời nhân giả nói, như thế là được pháp tác chứng chăng? Di Lặc đáp, như lời tôi vừa nói, như thế chẳng chứng. Bấy giờ Xá Lợi Phất suy nghĩ, Bồ Tát Di Lặc trí tuệ rất sâu, lâu ngày tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tu trí tuệ, vì theo nghĩa vô sở đắc nên có thể nói như vậy. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Phật ông dùng pháp ấy được A-la-hán, có thấy pháp ấy chăng? Xá Lợi Phất thưa, không thấy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, không nghĩ rằng tu pháp ấy sẽ được thọ ký, tu pháp ấy sẽ được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật không nghi ta hoặc được hoặc chẳng được, mà tự biết thực được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận hỏi, Xá Lợi Phất vì cớ gì đem việc trong mộng gạn hỏi Bồ Tát về tam muội? Đáp, vì việc trong mộng hư dối, như cuồng như điên, chẳng phải thất thật, còn ba tam muội là pháp thật. Lại các chỗ khác nói ở trong mộng cũng có ba thứ, thiện, bất thiện và vô ký. Nếu Bồ Tát lấy thiện tâm tu ba tam muội thời được phước đức, nhưng mộng là việc cuồng si, không thể ở trong đó tu thật pháp được quả báo. Nếu có thật pháp thời không gọi là mộng, vì thế nên hỏi, nếu Bồ Tát ở trong mộng tu ba tam muội có tăng trưởng bát nhã ba la mật và phước đức nhóm các thiện căn gần Phật đạo chăng? Ý Tu Bồ Đề là nếu nói tăng trưởng thời mộng là hư dối, còn bát nhã là thật pháp, làm sao tăng trưởng được? Nếu nói không có tăng trưởng thời trong mộng có thiện, làm sao không tăng trưởng? Không được đáp rằng có tăng trưởng không tăng trưởng. Thế nên Tu Bồ Đề xa lìa câu nạn vấn về hai bên ấy, nên đẹp thực tướng các pháp để đáp, còn phá hành nghiệp tạo trong ban ngày, huống gì tạo trong mộng. Rằng Bồ Tát nếu trong ban ngày tu bát nhã ba la mật có ích, thấy trong ban đêm tu cũng có ích, nhưng vì trong ban ngày tu còn không có ích, huống gì tu trong mộng. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật không phân biệt có tướng ngày đêm. Xá Lợi Phất nghe Tu Bồ Đề nói đã biết bát nhã không thêm không bớt, không còn gạn hỏi gì nữa. Này lại nhân việc khác hỏi việc trong mộng. Này Tu Bồ Đề, nếu trong mộng tạo nghiệp, nghiệp ấy có tích tụ thành, nghiệp ấy thật có tích tụ, thời nghiệp ấy có thành quả báo chăng? Nghiệp ấy nếu có thật, thời Phật thường nói hết thảy pháp không, như mộng không thể tích tụ thành được. Vì sao? Vì tâm mộng vi tế yếu ớt không thể tích tụ thành nghiệp. Trong ban ngày tâm vi tế yếu ớt còn không thể tích tụ thành, huống gì trong mộng. Nếu khi thức phân biệt, trong mộng đã sinh tâm thiện bất thiện là đã có thể tích tụ thành. Tu Bồ Đề hỏi, như người trong mộng giết người khi thức dậy, phân biệt rằng ta giết, thế là khóa chăng? Nghiệp ấy thế nào, có tích tụ thành chăng? Xá Lợi Phất đáp, hết thảy nghiệp trong ngày hoặc đêm đều từ nhân duyên sinh, không có nhân duyên thời không sinh. Tu Bồ Đề chấp nhận lời ấy, như vậy nghiệp có nhân duyên thời sinh, không có nhân duyên thời không sinh. Tu duy có nhân duyên thời sinh, không có nhân duyên thời không sinh. Nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, tư duy chỉ là ý nghiệp. Tư là nghiệp thật, còn thân khẩu nghiệp, vì do tư nên gọi là nghiệp. Ba nghiệp ấy nhân nơi bốn thứ là hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc hiểu, hoặc biết. Nhân bốn thứ ấy tâm sinh, tâm ấy theo nhân duyên sinh, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Tội nghiệp là bất tịnh, phước duyên là tịnh,
Thế nên nếu ở trong mộng thấy gì, đều nhân việc thấy nghe hay biết trước đó. Trong mộng tạo thiện ác, vì sự ngủ nghỉ che tâm không được tự tại, không có thế lực nên không thể tích tụ thành quả báo. Nếu nghiệp ấy khi thức dậy đem tâm thiện ác hòa hợp nên có thể giúp thành quả báo. Ý tu Bồ Đề là trong mộng tạo nghiệp thật có tích tụ thành. Vì sao? Vì có nhân duyên nên mới sanh khởi. Nên tâm trong ban ngày với tâm trong mộng không khác nhau. Vì cớ sao? Vì đều nhân nơi bốn thứ thấy nghe hay biết làm sinh khởi. Xá Lợi Phất lấy không tánh để gạt tu Bồ Đề. Như Phật nói hết thảy các nghiệp xa lìa tự tướng, ông làm sao nói chắc các nghiệp nhân duyên sinh, không có nhân duyên không sinh? Tu Bồ Đề đáp, các pháp tuy không xa lìa tự tướng, nhưng phàm phu chấp thủ tướng có nhân duyên nên nghiệp sinh, nếu không chấp thủ tướng không có nhân duyên thời nghiệp không sinh. Thế nên biết hết thảy nghiệp đều từ nhân duyên chấp thủ tướng nên có, trong ban ngày và trong mộng không khác nhau. Xá Lợi Phất lại hỏi, nếu Bồ Tát ở trong mộng tu sáu ba la mật rồi hồi hướng vô thượng đạo là thật hồi hướng chăng? Nếu trong mộng và trong ban ngày không khác nhau, thời ở trong mộng hồi hướng sẽ phải là thật. Lại nếu trong ban ngày có tâm chấp trước thủ tướng, thời không gọi là hồi hướng. Huống gì khi ngủ nghỉ che tâm? Tu Bồ Đề cho hai vấn nạn ấy sâu xa khó đáp, nên nói với Xá Lợi Phất nên hỏi Di Lặc. Hỏi cớ gì chỉ nói không mà chẳng đáp? Đáp, hai đệ tử ấy vì lợi ích cho Bồ Tát nên phân biệt thức với mộng, hoặc đồng hoặc khác. Vì Phật thường nói hết thảy pháp như mộng, vậy nếu trong ban ngày hành đạo, thời trong mộng cũng có thể hành đạo. Di Lặc thấy hai người đều có chỗ chấp không thể thông suốt nên Di Lặc không đáp. Lại có người nói Di Lặc lấy không để đáp. Xá Lợi Phất hỏi Di Lặc như không được nói, lấy đó làm chứng đắc chăng? Ý Xá Lợi Phất là nếu lấy không làm chứng đắc, tức muốn sinh nạn vấn, làm sao chứng đắc được? Nếu không chứng đắc như vậy tự ông chẳng được, chẳng biết làm sao nói được. Ý Di Lặc là ông lấy niết bàn làm chứng đắc, ta cho niết bàn cũng không, vì vô sở đắc nên chẳng chứng đắc. Có người nói vì Di Lặc chưa đầy đủ Phật pháp nên nói không làm chứng đắc. Pháp của Bồ Tát là nên biết không vô tướng vô tác, chẳng nên chứng đắc. Bấy giờ Xá Lợi Phất nghĩ rằng Bồ Tát Di Lặc có trí rất sâu, nói được như vậy, biết được tướng niết bàn mà không thủ chứng, ấy gọi là rất sâu. Trong đây Xá Lợi Phất tự nói nhân duyên, vì Di Lặc lâu ngày tu sáu ba la mật nên có trí rất sâu. Ý Xá Lợi Phất là Di Lặc kế tiếp sẽ làm Phật nên có thể đáp mà không đáp. Vì vậy Phật trở lại hỏi Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Ông thấy dùng pháp ấy được A-la-hán chăng? Xá Lợi Phất thưa, không thấy. Vì sao? Vì pháp ấy không vô tướng vô tác, thời làm sao thấy được? Nếu thấy được tức là có tướng, mắt thịt, mắt trời phân biệt thủ tướng nên không thể thấy. Mắt tuệ không có phân biệt thủ tướng nên cũng chẳng thấy, vì vậy đáp chẳng thấy. Phật dạy Bồ Tát cũng như vậy, khi được vô sanh nhẫn, không nói rằng ta nhờ thấy pháp ấy mà được thọ ký sẽ được vô thượng đạo. Tuy không khởi lên cái thấy ấy cũng chẳng sinh nghi ta chẳng được vô thượng đạo, như ông tuy chẳng thấy pháp cũng chẳng nghi ta thành A-la-hán hay chẳng thành A-la-hán. Kinh Phật bảo tu Bồ Đề có Bồ Tát khi tu thí ba la mật gặp người đói rét lạnh lẽo, áo chăn rách dưới, Bồ Tát nên nguyện rằng tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu bố thí, cũng như khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có những việc như vậy. Trái lại, áo chăn ăn uống dụng cụ nuôi sống sẽ như cõi trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Này tu Bồ Đà, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ thí ba la mật, có thể đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa tu Bồ Đà, khi tu giới ba la mật, thấy chúng sanh sát sinh, cho đến tả kiến nhiều bệnh chết yểu, nhan sắc chẳng đẹp, không có uy đức, nghèo thiếu tài vật, sinh vào nhà hạ tiện, hình thù què quạt xấu xí, Bồ Tát nên nguyện rằng tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu giới ba la mật, cũng như khi ta được thành Phật, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ giới ba la mật, đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu nhẫn ba la mật, thấy chúng sanh giận dữ, mắng nhiếc lẫn nhau, dùng dao gậy ngói đá tàn hại, cướp đoạt mạng sống của nhau, Bồ Tát nên nguyện rằng tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu nhẫn ba la mật, cũng như khi ta được thành Phật, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy.
Trái lại, xem nhau như cha mẹ, như anh em, như chị em, như thiện tri thức, đều hành từ bi. Này tu Bồ Đề, tu như vậy có thể đầy đủ nhẫn ba la mật, gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu tinh tấn ba la mật, thấy khi chúng sanh biến nhát, không xiển tinh tấn, xả bỏ bà thừa thanh văn, bích chi Phật, Phật thừa, Bồ Tát nên nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu tấn ba la mật, cũng như khi ta được thành Phật, khiến chúng sanh ở cõi nước ta không có các việc như vậy. Trái lại, hết thảy chúng sinh đều xin tu tinh tấn, đối với ba thừa đều được độ thoát. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ tấn ba la mật, đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu thiền ba la mật, thấy chúng sinh bị năm triền cái che lấp, đó là tham dục, sân nhuế, thủy miên, trạng hối, nghi làm mất sơ thiền cho tới đệ tứ thiền, mất từ bi hỷ xả, mất hư không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Bồ Tát nên nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu thiền ba la mật, cũng như khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ thiền ba la mật, đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật, thấy chúng sinh ngu si, mất chánh kiến đổi thế gian và xuất thế gian, hoặc nói không có nghiệp, không có nhân duyên của nghiệp, hoặc nói ngã là thường, hoặc nói ngã là đoạn diệt, hoặc nói không có gì, Bồ Tát nên nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian, ta tu bát nhã ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta được thành Phật, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ bát nhã ba la mật, đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật, thấy chúng sinh ở vào ba nhóm, một là nhóm chánh định, hai là nhóm tà định, ba là nhóm bất định. Bồ Tát nên nguyện rằng, tùy theo thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta được thành Phật, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có nhóm tà định, cho đến không có tên ấy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật, thấy chúng sinh ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nên phát nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến trong cõi nước ta cho đến không có cái tên ba đường ác. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật, thấy cõi nước thuần là đất, không có vàng bạc châu báu, Bồ Tát nên nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến trong cõi nước ta lấy cát vàng giải đất. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát tu sáu ba la mật, thấy chúng sinh có điều luyến đắm, nên phát nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có điều luyến đắm. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật, thấy các hạng chúng sinh sát đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà la, nên phát nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh ở trong cõi nước ta không có tên gọi về bốn giai cấp đó. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật, thấy chúng sinh có kém vừa hơn, sinh vào nhà kém vừa hơn, nên phát nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có điều hơn kém như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật, thấy chúng sinh sắc tướng mỗi mỗi sai biệt, nên phát nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu sáu ba la mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật,
khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có sắc tướng với mỗi sai biệt. Trái lại, hết thảy chúng sinh đều đoan chính tinh khiết thành tựu sắc đẹp. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ 6 ba la mật đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh có 6 đường sai biệt nên phát nguyện rằng: tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu 6 ba la mật làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có tên gọi 6 đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thần trời, người. Trái lại, hết thảy chúng sinh đều đồng một nghiệp, tu bốn niệm xứ cho đến 8 phần thánh đạo. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ 6 ba la mật trong đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh có 4 loại sinh: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh, nên phát nguyện rằng: tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu 6 ba la mật làm niêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có 3 loại sinh, trái lại đều bình đẳng một loại hóa sinh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ 6 ba la mật đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh không có 5 thần thông nên phát nguyện rằng: tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu 6 ba la mật làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta hết thảy đều được 5 thần thông cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh có hoạn nạn về đại tiện tiểu tiện nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta đều lấy việc vui pháp làm thức ăn, không có hoạn nạn về đại tiện tiểu tiện cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh không có ánh sáng nên phát nguyện: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta đều có ánh sáng cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy có sự tính đếm ngày tháng năm thời tiết nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến trong cõi nước ta không có tên gọi về ngày tháng năm cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh thọ mạng ngắn ngủi nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta kiếp số thọ mạng vô lượng cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh không có tướng tốt nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta đều thành tựu 32 tướng cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh xa lìa các thiện căn nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta thành tựu các thiện căn, dùng phước đức ấy có thể cúng dường chư Phật cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh có 3 độc, 4 bệnh nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có 4 bệnh, rét, sốt, bệnh gió, 3 loại tạp bệnh và 3 bệnh độc cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh theo tam thừa nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có tên gọi nhị thừa, chỉ toàn đại thừa cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật thấy chúng sinh có tăng thượng mạng nên phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có tên gọi tăng thượng mạng cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật cần phải phát nguyện: nếu ta có ánh sáng, sống lâu có hạn lượng, tăng chúng có giới hạn, thời sẽ phát nguyện rằng: ta tu 6 ba la mật làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tiểu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến ta có ánh sáng, sống lâu không hạn lượng, tăng chúng không giới hạn cho đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật nên phát nguyện rằng: nếu cõi nước ta có hạn lượng, thời sẽ phát nguyện: tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu 6 ba la mật làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tiểu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến cõi nước ta như hàng hà sa cõi Phật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ 6 ba la mật đến gần trí nhất thiết chủng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu 6 ba la mật nên nghĩ rằng: tùy trong đường dài sinh tử, chúng sinh có nhiều căn tính, bây giờ ta nên nhớ nghĩ chân chính như vậy.
Biên giới sinh tử như hư không, biên giới căn tính của chúng sinh cũng như hư không. Trong đó thật tế không có sinh tử qua lại, cũng không có người giải thoát. Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ 6 ba la mật, đến gần trí nhất thiết chủng. Luận hỏi, vì thứ lớp gì mà nói Bồ Tát thấy chúng sinh đói khát lạnh lẽo? Đáp, Bồ Tát vượt quá thành vạn bích chi Phật, được thọ ký vô sinh pháp nhẫn. Không còn có việc gì khác, chỉ có một việc là làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. Này nói nhân duyên nghiêm tịnh cõi Phật là khi thấy tướng cõi nước bất tịnh. Thời nguyện cõi nước ta không có các việc như vậy, nên thứ lớp nói việc ấy. Bồ Tát khi tu thí ba la mật, nếu thấy chúng sinh đói khát, áo chăn rách dưới, liền nghĩ rằng ta chưa thành tựu phước đức và trí tuệ nên không thể cấp đủ sự cần dùng cho chúng sinh. Nếu ta chỉ tu tâm từ bi, thời đối với chúng sinh không có lợi ích, lúc bấy giờ ta sẽ tu hành mạnh mẽ ba thứ phước đức. Trụ trong ba thứ phước đức ấy có thể làm cho chúng sinh bần cùng được sung túc, đó là phước đức được làm trẻ luân thánh vương, hoặc làm thiên vương, hoặc làm thánh nhân có thần thông. Thời có thể dẫn dắt chúng sinh phá lòng sân tham của họ, khiến tu bố thí, nên sau khi thành Phật trong cõi nước không có kẻ nghèo cùng, trái lại tâm muốn gì đều có được, như các vật có được của cõi trời thứ 6 ở cõi dục. Như vậy Bồ Tát lúc bấy giờ chớ nhóm công đức bố thí, nên quả báo được sung mãn hết thảy. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều thuộc nhân duyên sinh, nhân duyên tu thiện đầy đủ nên có thể tùy ý được quả báo. Lại nữa, chúng sinh vì nhân duyên phá việc trì giới nên thọ mạng ngắn, nhiều bệnh, không có uy đức. Bồ Tát nguyện rằng ta tự đầy đủ trì giới cũng dạy chúng sanh trì giới, các nguyện nhỏ nhặt khác cũng như vậy, cứ theo nghĩa phân biệt. Nghĩa của lời nguyện tối hậu chẳng rõ ràng nên này lược nói. Bồ Tát khởi nguyện như trên, sinh tâm mỏi mệt nhàm chán, nghĩ rằng theo Phật đạo phải tu hành công đức, trải vô lượng vô biên vô số kiếp rồi sau này mới được, nhưng số năm của một kiếp không thể đếm được. Nên Phật dùng thí dụ chỉ dạy, huống gì vô lượng vô biên vô số kiếp sống chết chịu các khổ não. Chúng sinh cũng vô lượng vô biên, không thể dùng thí dụ toán số biết được. Chỉ chúng sinh số như vi trần trong ba ngàn đại thiên thế giới còn khó độ, huống gì là chúng sinh số như vi trần trong mười phương vô lượng thế giới mà có thể độ được. Vì việc ấy nên tâm sinh thối chuyển, ấy gọi là nhớ nghĩ tà. Thế nên Phật dạy Bồ Tát phải tránh ước niệm rằng đường sinh tử tuy dài nhưng việc ấy đều không, như hư không, như thấy trong mộng, chẳng phải thật dài, không nên sinh tâm nhàm chán. Lại để vị lai là cảnh sở duyên của một niệm cũng chẳng phải dài. Lại nữa, Bồ Tát có vô lượng lực phước đức và trí tuệ nên có thể vượt qua vô lượng kiếp. Do các nhân duyên như vậy, không nên sinh tâm nhạc chán. Trong đây, Phật nói nhân duyên lớn, đó là sinh tử như hư không, chúng sinh cũng như hư không. Chúng sinh tuy nhiều, nhưng cũng không nhất định thật có chúng sinh. Như chúng sinh vô biên, vô lượng, trí tuệ Phật cũng vô biên, vô lượng, nên Phật độ sinh cũng chẳng khó. Thế nên Bồ Tát không nên sinh tâm mệt mỏi, nhạc chán. Giải thích phẩm Hà Thiện thứ 59, kịch Ma Hà Bát Nhã ghi phẩm Hằng Già Đề Bà, kinh Đại Bát Nhã phần 2 ghi phẩm Căn Già Thiên thứ 57. Kinh bấy giờ có một người nữ tên Hằng Già Đề Bà ngồi ở giữa hội chúng. Người nữ ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo vai bên hữu, gối bên hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tu 6 ba la mật, sẽ làm tất cả hạnh thủ đắc cõi Phật thanh tịnh như trong Bát Nhã ba la mật nói. Khi ấy người nữ lấy hoa vàng bạc và hoa sinh dưới nước trên khô, các dụng cụ trang nghiêm để cúng dường, dệt chỉ vàng thành tấm thảm vải căng lên trên Phật. Căng lên xong, ở giữa hư không phía trên Phật hóa thành đài báu, có 4 cây trụ nghiêm trang đẹp đẽ. Người nữ đó liền đem công đức ấy chia cho chúng sanh, cũng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết thâm tâm của người nữ ấy, tức thời mỉm cười như pháp của chư Phật. Các thứ ánh sáng xanh vàng đỏ trắng hồng đều từ trong miệng Phật phát ra, chiếu khắp mười phương vô lượng vô biên cõi Phật, rồi trở lại nhiễu quanh Phật 3 vòng và vào trên đỉnh đầu của Phật. Khi ấy A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, có nhân duyên gì mà mỉm cười? Vì pháp của chư Phật chẳng vì không có nhân duyên mà cười. Phật bảo A Nan: Đó là vì cô Hằng Già Bà Đề, Đề Bà trong vô số kiếp vị lai sẽ thành Phật, kiếp gọi là Tinh Tú, Phật tên là Kim Hoa. Này A Nan, người nữ ấy khi bỏ thân nữ thọ thân nam sẽ sinh vào cõi nước A Tỳ La Vệ của Phật A Súc, đó là ở đó tịnh tu phạm hạnh. Này A Nan,
Bồ Tát ở cõi nước kia cũng có hiệu Kim Hoa. Bồ Tát Kim Hoa ấy sau khi mệnh chung ở nước kia lại sinh đến cõi Phật ở phương khác. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật không giỏi chơ Phật, ví như chuyển luân thánh vương, từ một nhà đến một nhà, từ sinh đến chết, chân không đạp đất. Này A Nan, Bồ Tát Kim Hoa cũng như vậy, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chưa từng không thấy Phật. Khi ấy A Nan nghĩ rằng Bồ Tát Kim Hoa sau khi làm Phật, các hội Bồ Tát sẽ như Phật hội. Phật biết ý A Nan nghĩ, bảo A Nan rằng như vậy, như vậy, lúc Phật Kim Hoa hội, các Bồ Tát sẽ như Phật hội. Tăng chúng của Phật Kim Hoa vô lượng vô biên, không thể đếm bao nhiêu trăm ngàn vạn ước na do tha. Này A Nan, lúc Bồ Tát Kim Hoa làm Phật, cõi nước kia không có các điều xấu ác như trên đã nói. A Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, người nữ ấy từ chỗ nào trồng gốc đức gieo căn lành? Phật bảo, người nữ ấy từ chỗ Phật nhiên đang gieo căn lành mới bắt đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem công đức ấy hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng lấy hoa vàng rải lên trên Phật nhiên đăng cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, thì ta lúc bấy giờ lấy năm cành hoa rải lên trên Phật nhiên đăng cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nhiên đăng biết ta thành tựu thiện căn, thọ ký cho ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nữ nghe ta được thọ ký, phát tâm rằng, đường lại tôi cũng như Bồ Tát được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, nên biết người nữ ấy bắt đầu phát tâm ở chỗ Phật nhiên đăng. A Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, người nữ ấy lâu đời tập tu vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Phật dạy, như vậy, người nữ ấy lâu đời tập tu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận hỏi, như vậy cả đại chúng đều nghe nói tu hạnh là nghiêm tịnh cõi nước, cớ gì chỉ một người nữ phát nguyện thủ đắc cõi nước thanh tịnh? Đáp, có nhiều người thủ đắc cõi nước thanh tịnh nhưng không nói ra. Tính người nữ khinh suất háo thắng vì tập khí nhiều đời nên không nói ra. Lại nữa, có người nói người nữ có được Phật đắc đạo, các người khác không có, Phật pháp không vậy. Tùy theo duyên nghiệp của chúng sanh, thí như thuốc hay trị lành các bệnh, không chọn sang hèn. Tuy có người nữ trí cạn mà có nghiệp duyên đời trước nên được thọ ký, sinh tâm muốn nói, nên Phật cho phép nói. Lại nữa, nếu Phật im lặng thọ ký cho thời người khác sinh nghi, vì nhân duyên gì Phật chỉ thọ ký cho người nữ ấy? Thế nên nhân lời người nữ nói mà Phật thọ ký cho. Hỏi, cớ gì tên là Hàng Già Đề Bà? Đáp, tất cả đều có tên gọi để mà biết, cần gì tìm hiểu nó. Có người nói người nữ ấy do cha mẹ cúng dường thần Hàng Già nên đặt tên Hàng Già Đề Bà. Hàng Già là tên sông, Đề Bà nghĩa trời. Người nữ ấy có nhân duyên phước đức sinh vào nhà giàu, nghe giảng Phật pháp tin vui nên dùng hoa báu vàng bạc chỉ vàng dệt thành áo thượng hạ, đồ ăn lạc trang nghiêm nơi thân mình dùng để cúng dường Phật. Phật đáp lại bằng cách thọ ký cho, và vì xem thấy sở hành đời trước của người nữ ấy nên mỉm cười, vì nhân duyên nhỏ mà phát khởi đại sự nên Phật mỉm cười. Hỏi, phước đức người nữ ấy phải lâu lắm mới chuyển đổi thân nữ, cớ gì vừa ở nơi Phật cõi Phật A Xúc liền chuyển đổi thân nữ? Đáp, năm món dục lạc của thế gian khó dứt, chính người nữ đắm say năm dục lạc rất nhiều, nên tuy đời đời tu phước đức mà không thể được thân nam tử. Nay được thọ ký các phiền não trẻ mỏng, nên ở nơi nước Phật A Xúc liền được thân nam. Có người nói người nữ này trước vì bị nhiều người khinh là nữ nên phát nguyện thọ thân nữ được thọ ký, có các nhân duyên như vậy không chuyển đổi thân nữ mà vẫn được thọ ký. Lại nữa, kinh nói, thân người nữ có năm chướng ngại chứ không nói không được thọ ký, thế nên không nên gạn hỏi. A Nan nghe nói người nữ ấy trong vô lượng kiếp, từ một cõi Phật đi đến một cõi Phật, dọc tu công đức, tương lai sẽ được cõi Phật thành tịnh. Bồ Tát ở trong cõi ấy đều có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, ánh sáng vô lượng, thế nên A Nan tán thán cho là việc chưa từng có thể được cõi nước thanh tịnh như vậy, giống như hội Phật. Phật chấp nhận lời ấy, A Nan nghi người nữ ấy hiếm có, nghe pháp ít mà được quả báo lớn, thế nên A Nan hỏi người nữ ấy từ chỗ nào trồng căn đức. Phật bảo, lúc Đức Phật định quang thọ ký cho ta, người nữ ấy cầm hoa vàng rải lên Phật phát nguyện, người này, Bồ Tát Thích Ca Văn, sau khi thành Phật cũng sẽ thọ ký cho ta như vậy, từ các thiện căn ấy. Hết cuốn 75 theo bản Hán. Cuốn 76 giải thích phẩm học không không thủ chứng thứ 60, kinh Đại Bát Nhã Phật 2 ghi, phẩm tập cận thứ 59. Kinh
Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát muốn hành Bát Nhã Ba La Mật, làm sao học không tam muội, làm sao chứng nhập không tam muội, làm sao học vô tướng vô tác tam muội, làm sao chứng nhập vô tướng vô tác tam muội, làm sao học bốn niệm xứ, làm sao tu bốn niệm xứ, cho đến làm sao tám thánh đạo phần, làm sao tu tám thánh đạo phần. Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật nên quán sắc không, thọ tưởng hành thức không, 12 nhập 18 giới không, cho đến nên quán cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc không. Khi tu quán ấy khiến tâm không loạn. Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu tâm không loạn thời không thấy pháp ấy, nếu không thấy pháp ấy thời không khởi tâm chứng đắc. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy khéo học tự tương không, không có dư thừa, không có phân biệt, pháp chứng người chứng đều không thể thấy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như là Phật dạy, Bồ Tát không nên khỏi tâm chứng đắc pháp không. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bồ Tát trú trong pháp không mà không khỏi tâm chứng đắc? Phật bảo Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát quán không đầy đủ, trước tiên nguyện rằng ta này không nên khỏi tâm chứng đắc pháp không. Khi ta học chẳng phải là khi ta chứng. Bồ Tát không truyền nhiếp tâm buộc vào trong các duyên, thế nên Bồ Tát đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác không thối thất, cũng không thủ chứng Ngà La Hán lậu tận. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát như vậy là thành tựu pháp thiện diệu lớn. Vì sao? Vì chú trong không ấy nghĩ rằng khi ta tu chẳng phải là khi ta chứng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên nghĩ như vậy: khi ta học tí Ba La Mật chẳng phải là khi ta chứng. Khi ta học giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, khi tu bốn niệm xứ cho đến khi tu tám thánh đạo phần, chẳng phải là khi ta chứng. Khi tu không tam muội, vô tướng Bồ Tát tam muội, chẳng phải là khi ta chứng. Khi tu 10 trí lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại từ đại bi của Phật, chẳng phải khi chứng. Khi ta học trí nhất thiết chủng, chẳng phải là khi chứng đắc quả tu đạo hàn cho đến quả a la hán đạo bích chi phật. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, học quán không trú trong không, học quán vô tướng vô tác trú trong vô tướng vô tác, tu bốn niệm xứ không chứng bốn niệm xứ, cho đến tu tám thánh đạo phần không chứng tám thánh đạo phần. Bồ Tát ấy tuy học 37 đạo phẩm, tùy tu 37 đạo phẩm mà không chứng quả tu đạo hoàn cho đến đạo bích chi Phật. Này Tu Bồ Đề, thí như tráng sĩ, tráng kiện dũng mãnh, giỏi binh pháp, đủ 64 khả năng, cầm chắc binh khí, đứng vững không lay động, khéo các nghệ thuật, đoan chính, trong sạch, được mọi người yêu kính. Tạo ít sự nghiệp, được báo lợi nhiều, do nhân duyên ấy nên được mọi người cung kính, tôn trọng, tán thán, thấy người kính trọng lại càng vui mừng. Khi có chút nhân duyên phải đi đến xứ khác, đem theo người già yếu đi qua chỗ hiểm nạn khủng bố, an ủi cha mẹ, hiểu dụ vợ con chứ có sợ hãi. Tôi có thể đi qua đây chắc chắn không có việc gì khổ nạn. Trên con đường hiểm nạn có nhiều kẻ oán tặc ẩn núp cướp hại. Người kia nhờ có trí lực đầy đủ nên có thể vượt qua đường hiểm, trở về nhà không còn gặp giặc nạn, hoan hỉ, an vui. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, có tâm từ bi hỷ xả, đầy đủ cùng khắp đối với hết thảy chúng sanh. Bây giờ Bồ Tát trú bốn tâm vô lượng, đầy đủ 6 ba la mật mà không thủ chứng A-la-hán động tận, học trí nhất thiết chủng, tu ba môn giải thoát là không vô tướng Bồ Tát. Khi ấy Bồ Tát không theo tất cả tướng, cũng không chứng vô tướng tam muội. Vì không chứng vô tướng tam muội nên không rơi vào địa vị thanh văn bích chi Phật. Thí như chim có hai cánh bay lượn giữa không mà không bị rơi, tuy ở trong không mà cũng không ở trong không. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, học ba môn giải thoát không vô tướng Bồ Tát, cũng không khởi tâm chứng đắc. Vì không chứng đắc nên không rơi vào địa vị thanh văn bích chi Phật, chưa đầy đủ 10 trí lực, đại từ đại bi, vô lượng Phật pháp, trí nhất thiết chủng của Phật, cũng không chứng ba môn giải thoát không vô tướng Bồ Tát. Thí như người mạnh học các phép bắn cung, giỏi nghệ thuật bắn, ngửa mặt bắn lên không trung, lại dùng mũi tên sau bắn mũi tên trước, mỗi mũi tên bám vào nhau không để rớt xuống, tùy ý tự tại. Nếu muốn để rơi liền ngưng bắn, mũi tên sau tự nhiên rơi xuống đất. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nhờ sức phương tiện nên vì các thiện căn về vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa đầy đủ, không khởi tâm chứng đắc thực tế. Nếu thiện căn thành tựu, bây giờ bèn khởi tâm chứng đắc thực tế. Vì thế nên Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật phải như vậy.
quán các pháp tướng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, việc làm của Bồ Tát Ma Ha Tát rất khó. Vì cớ sao? Vì tuy học các pháp tướng, học thực tế, học như, học tự tướng không và bác môn giải thoát, mà hoàn toàn giữa đường không đoạn lạc, việc ấy rất hiếm có. Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ Tát Ma Ha Tát ấy vì không bỏ rơi chúng sanh nên phát thệ nguyện như vậy. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nghĩ rằng ta không nên bỏ rơi chúng sanh bị chìm trong pháp không có gì của chính nó, ta nên độ thoát. Bấy giờ liền vào ba môn giải thoát không vô tướng Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nên biết Bồ Tát ấy thành tựu sức phương tiện, tuy chưa được trí nhất thiết chủng mà tu hành ba môn giải thoát ấy, cũng không giữ được thủ chứng thực tế. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu muốn quán các pháp thập thâm, đó là nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến ba môn giải thoát, bấy giờ Bồ Tát nên sanh tâm như vậy: các chúng sanh suốt đêm dài hành theo ngã tướng cho đến tướng kẻ biết kẻ thấy, đắm nơi pháp sở đắc, ta vì giữ các tướng ấy cho chúng sanh, để khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta sẽ thuyết pháp. Bây giờ Bồ Tát tu ba môn giải thoát không vô tướng Bồ Tát cũng không thủ chứng thực tế niết bàn, vì không thủ chứng nên không rơi vào quả tu đạo hạnh cho đến bích chi Phật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy vì tâm muốn thành tựu thiện căn ấy nên không giữ được khỏi tâm chứng đắc thực tế, không mất bốn thiện, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo Phật, không vô thượng Bồ Tát và 19 lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung của Phật. Khi ấy Bồ Tát thành tựu hết thảy pháp trợ đạo cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không hao giảm. Bồ Tát ấy nhờ có sức phương tiện thường tăng ích pháp hành, các căn thông lợi hơn căn tánh A La Hán bích chi Phật. Lại nữa Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh suốt đêm dài đám trước bốn điên đảo là tưởng thượng, tưởng vui, tưởng sạch, tưởng ta, vì chúng sanh ấy nên ta cầu trí nhất thiết trí. Khi ta chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ vì chúng sanh nói pháp vô thượng, khổ, bất tịnh, vô ngã. Bồ Tát thành tựu tâm ấy do sức phương tiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tuy không được tam muội của Phật, chưa đầy đủ 19 lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung của Phật, cũng không khỏi tâm chứng đắc thực tế. Bây giờ Bồ Tát tu môn giải thoát Bồ Tát, tuy chưa chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không khỏi tâm chứng đắc thực tế niết bàn. Lại nữa Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh suốt đêm dài đắm trước vào pháp sở đắc là ta, là chúng sanh cho đến kẻ biết kẻ thấy, là sắc, là thọ tưởng hành thức, là 12 nhập, là 18 giới, là bốn thiện, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, ta thật hành như vậy, nhưng khi ta chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ khiến chúng sanh không có pháp sở đắc ấy. Bồ Tát thành tựu tâm ấy nhờ sức phương tiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tuy chưa đầy đủ 19 lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung của Phật, cũng không khỏi tâm chứng đắc thực tế. Bấy giờ Bồ Tát tu không tam muội đầy đủ. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh suốt đêm dài tập hành theo các tướng là tướng nam, tướng nữ, tướng sắc, tướng vô sắc, ta tập hành như vậy khi ta chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ khiến chúng sanh không có các tướng tội lỗi ấy. Tâm ấy thành tựu do sức phương tiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tuy chưa đầy đủ 19 lực cho đến 18 pháp không chung của Phật, cũng không khỏi tâm chứng đắc thực tế. Bấy giờ Bồ Tát tu vô tướng tam muội đầy đủ. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát học 6 Ba La Mật, học nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, học 4 niệm xứ cho đến 3 môn giải thoát không vô tướng Bồ Tát, học 19 lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung của Phật, thành tựu trí tuệ như vậy, mà nếu còn đắm trước pháp tạo tác hoặc còn ở trong ba cõi thời không có lẽ đó, Bồ Tát ấy khi học pháp trợ đạo, hành pháp trợ đạo nên thử hỏi: Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao học pháp ấy quán không nhưng không chứng thực tế? Vì không chứng nên không rơi vào quả tu đà hoàn cho đến đạo bích chi Phật. Quán vô tướng vô tác vô khởi, vô sanh, vô sở hữu, cũng không thủ chứng thực tế mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nên hỏi như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu khi Bồ Tát thử hỏi mà Bồ Tát ấy nếu đáp như vậy, Bồ Tát chỉ nên quán không, chỉ nên quán vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu,
Bồ Tát không nên học không, vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu, không nên học pháp trợ đạo ấy. Này Tu Bồ Đề, nên biết Bồ Tát ấy, Phật chưa thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì người ấy không thể nói, không thể chỉ bày, không thể đáp về tướng sở học của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Nếu Bồ Tát ấy nói được, chỉ bày được, đáp được về tướng sở học của Bồ Tát chẳng thoái chuyển, thời nên biết Bồ Tát ấy đã tập học đạo Bồ Tát, bước vào bạt địa như các Bồ Tát chẳng thoái chuyển khác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, có thể có vị Bồ Tát chưa được chẳng thoái chuyển mà đáp được như vậy chăng? Phật dạy có, Bồ Tát ấy hoặc nghe hoặc không nghe sáu ba la mật đều đáp được như vậy, như Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, có nhiều Bồ Tát cầu Phật đạo mà ít có Bồ Tát đáp được như vậy, như Bồ Tát chẳng thoái chuyển, như trong hàng học đạo vô học đạo. Phật dạy Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, Bồ Tát ấy rất ít. Vì sao? Vì ít có Bồ Tát được thọ ký, tập hành địa vị chẳng thoái chuyển và cản huệ. Nếu được thọ ký, thời người ấy có thể đáp như vậy. Người ấy thiện căn sáng suốt, chư thiên và người đời không thể phá hoại. Luận, hỏi, học không chứng nhập không, có sai khác gì? Đáp, đầu gọi là học không, sau là chứng nhập không, nhân là học không, quả là chứng nhập không, phương tiện là học không, chứng đắc là nhập không, vô tướng, vô tác, 37 pháp trợ đạo cũng như vậy. Ba môn giải thoát, 37 pháp trợ đạo là con đường đi đến Niết Bàn của thành văn Bích Chi Phật. Phật dạy Bồ Tát nên đi con đường ấy. Tu Bồ Đề nghĩ rằng, làm sao Bồ Tát đi theo con đường Niết Bàn ấy mà không thủ chứng Niết Bàn? Phật dạy Bồ Tát quán hết thảy pháp sắc vân vân là không. Bồ Tát ấy do vào sâu thiền định, tâm không rối loạn, được sức trí tuệ mãnh lợi nên không thấy pháp không thấy. Vì không thấy nên không có gì thủ chứng. Còn hành thành văn Bích Chi Phật rất ngã chấp, bỏ tâm ưa đắm, đi thẳng tới Niết Bàn. Bồ Tát khéo học tự tướng không, đối với sáu pháp cho đến mảy bụi cũng không lừa lại vì tế nhất. Đối với pháp vô sắc cho đến cũng không lưu lại một ý tưởng, đi thẳng vào rốt ráo không, cho đến không còn thấy pháp không ấy để có thể chứng đắc. Tuy Phật pháp như vậy, Tu Bồ Đề chưa hiểu ý Phật lại hỏi, như lại Phật dạy, Bồ Tát không nên thủ chứng pháp không, này vào trong pháp không làm sao không thủ chứng? Phật đáp, vì thâm nhập nên không thủ chứng, đầy đủ tức là thâm nhập, thế như cầm cây cỏ may, cầm lòng thời xước tay, cầm chắc thì không xước. Bồ Tát cũng như vậy, vì thâm nhập không nên biết không cũng không, Niết Bàn cũng không, nên không có gì chứng đắc. Lại nữa, Bồ Tát khi chưa vào không, suy nghĩ rằng ta nên quán xét khắp các pháp không, chẳng nên không biết đầy đủ mà thủ chứng, thế nên không chuyên tâm nhiếp niệm vào thiền, buộc nó ở trong cảnh duyên không. Vì sao? Vì nếu chuyên tâm buộc ở trong cảnh duyên không, thời tâm mềm yếu, không thể từ không tự ra được. Hỏi, trên nói sâu vào thiền định, không để tâm tán loạn, sau này nói không chuyên tâm nhiếp niệm? Đáp, này nói không chuyên tâm nhiếp niệm là vì khi mới vào không thể tự đi ra được. Trên nói sâu vào là vào đã sâu, biết không cũng không, không để tâm ở vào việc khác nên nói không tán loạn. Lại nữa, Bồ Tát nên nghĩ rằng, ta chưa đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, 10 trí lực, 4 điều không sợ, các Phật pháp, làm sao thủ chứng Niết Bàn? Ta này khi đang học, mỏng có phiền não, giáo hóa chúng sanh, đưa vào Phật đạo, nếu ta được đầy đủ các Phật sự, khi ấy sẽ thủ chứng Niết Bàn. Thế nên Bồ Tát tùy vào ba cửa giải thoát mà không thủ chứng. Trong đây nói thí dụ, tráng sĩ là Bồ Tát, cha mẹ thân tộc là chúng sanh khả độ, đường hiểm là ba cõi sanh tử, giảm ác là ma dân và các phiền não, khí cụ là năm thần thông và các sức phương tiện của Bồ Tát, trở về chỗ cũ là con đường đi của Bồ Tát, đứng vững không lay động là Bồ Tát an trú rốt ráo không, dùng bốn tâm vô lượng, vận chuyển chúng sanh khả năng độ, chúng sanh khả độ, đặt vào Niết Bàn an vui. Khi ấy hội chúng nghĩ rằng, trong không không có gì làm sao đi được. Thế nên Phật nói thí dụ con chim như chim bay giữa hư không, không nương tựa đâu hết mà bay xa không rớt. Lại nữa, Bồ Tát chưa đầy đủ đạo pháp, chưa đến Phật đạo ở trung gian đó không thủ chứng, như chim chưa đến chỗ cần đến chọn không ngừng bay giữa trường. Học pháp không ấy để tự dứt phiền não và độ chúng sanh, lại vì muốn rõ ràng
nên nói thí dụ giỏi bắn. Như người giỏi nghệ thuật bắn, cái cung là thiền định của Bồ Tát, mũi tên là trí tuệ, hư không là ba cửa giải thoát, đất bằng là niết bàn. Bồ Tát dùng mũi tên trí tuệ bắn vào hư không ba cửa giải thoát, do sức phương tiện nên dùng mũi tên sau bắn vào mũi tên trước không để rớt xuống đất bằng niết bàn. Vì chưa đầy đủ Phật sự, làm mười trí lực vân vân nên chọn không thủ chứng. Tu Bồ Đề vui mừng bạch Phật rằng, việc làm của Bồ Tát rất khó, thật là hy hữu, đó là tu tập không mà không thủ chứng. Phật dạy, Bồ Tát ấy có bản nguyện khiến các chúng sanh được lìa khổ. Vì tâm đại bi bản nguyện ấy bảo trì nên tu tập không mà không thủ chứng. Lại nữa, nếu Bồ Tát nghĩ rằng hết thảy chúng sanh ở trong khổ vì bị điên đảo trói buộc chìm ở trong chỗ không có gì, khi ấy chính là khi tập hành ba cửa giải thoát, nên biết Bồ Tát ấy có sức phương tiện tập hành ba cửa giải thoát mà không bỏ chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát muốn quán pháp thậm thâm là 18.037 pháp trợ đạo ba cửa giải thoát trước tiên nghĩ rằng chúng sanh suốt đêm dài chấp trước tướng ngã vân vân, hành giả nếu quán thẳng pháp thậm thâm thời hoặc được đạo thanh văn hoặc rơi vào tà kiến vì không có tâm tưởng mẫn và không thể sâu vào tự tướng không. Vì thế Bồ Tát muốn quán pháp thậm thâm trước tiên sanh bi tâm nghĩ rằng chúng sanh suốt đêm dài tâm chấp tôi ta sinh ra các phiền não. Đêm dài có nghĩa là lâu xa, vô lượng kiếp lại đây, cái ta ấy chắc chắn không thể có được, chỉ là trống không hư dối điên đảo nên chịu các yếu não. Bồ Tát thấy như vậy rồi phát nguyện, ta sẽ vì chúng sanh mà thành Phật đạo, dứt cái điên đảo chấp ngã cho chúng sanh, khi ấy chính là tập hành ba môn giải thoát mà không thủ chứng thực tế, niết bàn chân lý. Thiện căn ấy thành tựu, Bồ Tát không thủ chứng thực tế, cũng không mất các công đức, bốn thiện vân vân. Bồ Tát vì sâu vào không, nên các căn mạnh lợi hơn hàng nhị thừa, ý nghĩa pháp bốn điên đảo như trên nói. Lại nữa, Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh suốt đêm dài chấp trước, pháp giải đắc là ta, chúng sanh, cho đến hoặc chấp trước, pháp tạo tác, hoặc ở ba cõi là không có lẽ đó. Ý nghĩ đều đồng với nghĩa quán không mà không thủ chứng. Hỏi, làm sao biết Bồ Tát chưa đắc đạo mà có thể tập hành pháp không sâu xa ấy? Đáp, trong kinh này tự nói nhân duyên. Bồ Tát nên thử hỏi, làm sao Bồ Tát nên học không mà không thủ chứng? Nếu Bồ Tát đáp rằng, chỉ nên niệm không, nhất tâm tập hành như thành phần bích chi Phật đạo, chứ không chỉ học biết mà thôi, cho đến học vô sanh, vô sở hữu cũng như vậy. Nên biết Bồ Tát ấy chưa được Phật thọ ký. Vì sao? Vì không nói phương tiện học biết nên quán không. Nếu Bồ Tát đáp cách khác, nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển, đã tập học vào bạt địa. Tập học nghĩa là trước tập học biết không, bạt địa là ở trong địa vị chẳng thoái chuyển các phiền não mỏng. Tu Bồ Đề nghe tướng trạng không thoái chuyển chẳng phải không thoái chuyển rồi bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, có thể có Bồ Tát chưa được chẳng thoái chuyển mà đáp được như vậy chăng? Phật dạy, có Bồ Tát hoặc nghe sáu ba la mật hoặc không nghe có thể đáp được như Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Hoặc nghe là chỉ nghe từ Phật dạy, tự mình chưa đầy đủ Bồ Tát địa. Hoặc nghe là tự suy nghĩ, nhớ nghĩ đúng, tuy chưa được vô sanh nhẫn mà có thể cầu các pháp tướng, pháp được như Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề thưa, có nhiều người cầu Phật đạo mà ít ai đáp được như vậy. Đáp như hàng Bồ Tát chẳng thoái chuyển ở học địa, vô học địa, chưa được vô sanh pháp nhẫn gọi là học địa, được vô sanh pháp nhẫn gọi là vô học địa. Phật dạy ít, vì sao ít? Có Bồ Tát theo Phật được thọ ký, đã được Phật thọ ký rồi nên đáp được như vậy. Vì sao? Vì thiếu tướng các pháp chỉ có Phật biết được cùng khắp. Phật biết người ấy đáp đúng như pháp nên huyền ký cho. Hàng Bồ Tát ấy tuy ít mà thiện căn sáng suốt, có thể rộng làm lợi ích chúng sanh, không ai phá hoại được. Giải thích phẩm Mộng Thệ thứ 61, kinh Maha Bát Nhã ghi, phẩm Mộng Trung, kinh Đại Bát Nhã phần 2 ghi, phẩm Tăng Thượng Mạng thứ 60. Kinh Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Maha Tát cho đến trong mộng không tham địa vị thanh văn bích chi Phật, cũng không tham ba cõi, tuy quán các pháp như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như sấm nắng, như hóa, cũng không thủ chứng. Tu Bồ Đề nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát chẳng thoái chuyển.
Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát ở trong mộng thấy Phật thuyết pháp cho số trăm ngàn vạn ức tỷ kheo, tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, trời rồng quỷ thần khẩn na la, vân vân. Theo Phật nghe pháp để hiểu đúng nghĩa, thực hành theo pháp nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát ở trong mộng thấy Phật 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình, có hào quang lớn vọt lên giữa hư không, thuyết pháp cho đại tỷ kheo tăng hiện thật lực lớn, hóa làm hóa nhân đi đến quốc độ Phật khác thi hành Phật sự, nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở trong mộng thấy binh lính nổi lên phá làng xóm, hoặc thấy phá thành ấp, hoặc thấy hỏa hoạn, hoặc thấy loài hổ lang sư tử dũng mãnh sát hại, hoặc thấy người muốn đến cấp cho cái đầu họ, hoặc thấy cha mẹ chết, anh em chị em và thân hữu trí thức chết, thấy các việc sầu khổ như vậy mà không kinh không sợ cũng không ưu não, từ mộng thức dậy liền suy nghĩ ba cõi hư dối đều như mộng, khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng sẽ bị chúng sanh nói ba cõi như mộng. Này tu Bồ Đề nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, làm sao biết Bồ Tát chẳng thoái chuyển ấy? Khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong nước không có ba đường ác. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở trong mộng thấy cảnh địa ngục súc sinh ngạ quỷ, liền nghĩ rằng ta sẽ siêng tinh tấn khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến trong nước ta không có ba đường ác. Vì sao? Vì mộng ấy và các pháp không hài không khác. Này tu Bồ Đề nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát ở trong mộng thấy lửa địa ngục đốt chúng sanh, liền thề rằng nếu ta thực là bậc chẳng thoái chuyển thời lửa ấy sẽ tắt, lửa ấy liền tắt. Nếu lửa địa ngục liền tắt thời đó là tướng trạng của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát trong ban ngày thấy lửa nổi lên giữa thành quách, liền nghĩ rằng ta ở trong mộng thấy hành loại tướng mạo chẳng thoái chuyển. Này ta thực có việc ấy, tự lập thệ rằng lửa ấy sẽ tắt. Nếu lửa ấy tắt, thời nên biết Bồ Tát ấy đã được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trú địa vị chẳng thoái chuyển. Nếu lửa không tắt, thời đốt một nhà chừa một nhà, đốt một làng chừa một làng. Này tu Bồ Đề nên biết nhà bị đốt là vì nhân duyên của nghiệp phá pháp sâu dày, vì thế nên đốt một nhà chừa một nhà, ấy là các chúng sanh đời nay chịu dư ương của nghiệp phá pháp nên bị đốt. Này tu Bồ Đề, do nhân duyên ấy nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Phật bảo tu Bồ Đề, này sẽ lại vì ông nói hành loại tướng mạo của địa vị chẳng thoái chuyển. Này tu Bồ Đề, hoặc nam tử hoặc nữ nhân bị hàng phi nhân cầm giữ, khi ấy hàng Bồ Tát nghĩ rằng nếu ta được chư Phật thọ ký, chư Phật quá khứ thọ ký, tâm ta thanh tịnh có vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu hành chánh đạo thanh tịnh, xa lìa tâm cầu thanh văn bích chi Phật, xa lìa niệm cầu thanh văn bích chi Phật, nên sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta chắc chắn được vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ chẳng phải không được. Vô lượng chư Phật hiện tại trong mười phương quốc độ, không có điều gì không biết, không thấy, không hiểu, không chứng. Chư Phật biết thâm tâm của ta, thẩm định biết ta chắc chắn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do thệ nguyện trí thành ấy, nên thiện nam thiện nữ kia bị hàng phi nhân cầm giữ não hại, thì hàng phi nhân ấy sẽ rời bỏ đi xa. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thệ nguyện như vậy, hàng phi nhân không bỏ đi, thời nên biết Bồ Tát ấy chưa được Phật quá khứ thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy thệ nguyện như vậy, nếu hàng phi nhân bỏ đi, thời nên biết Bồ Tát ấy đã được chư Phật quá khứ thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạng như vậy nên biết đó là tướng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát xa lìa sáu ba la mật và sức phương tiện, không tu hành lâu bốn niệm xứ cho đến không phù tướng Bồ Tát tam muội, chưa vào Bồ Tát vị, bị ma quấy nhiễu. Bồ Tát thề rằng nếu ta thật được chư Phật thọ ký, thời hàng phi nhân ấy sẽ bỏ đi. Khi ấy ác ma liền khéo léo bảo kẻ phi nhân bỏ đi. Ác ma tuy có uy lực hơn hàng phi nhân, nên kẻ phi nhân liền bỏ đi. Khi ấy Bồ Tát nghĩ rằng vì nguyện lực của ta nên kẻ phi nhân bỏ đi, vì không biết đó là do sức của ác ma mà ỷ thị vào chứng cứ ấy, nên khinh động chê bai các Bồ Tát khác nói rằng
ta đã được chư Phật thọ ký, còn người chưa được. Dùng lời thề chống không ấy, không có sức phương tiện tu tập, nên sinh ra tài thượng mạng. Vì việc ấy nên xa lìa nhất thiết trí, xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu Bồ Đề, nên biết người ấy rơi vào hai địa vị, hoặc thanh văn bích chi Phật, do nhân duyên của lời thề ấy nên khởi lên ma sự. Người ấy không thần cận, nương tựa thiện trí thức, không hỏi tướng trạng của chẳng thoái chuyển, nên bị ma trói buộc càng thêm bền chắc. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy không tu hành lâu sáu ba la mật, không có sức phương tiện, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, tại sao Bồ Tát không tu hành lâu sáu ba la mật cho đến chưa vào Bồ Tát vị, bị ác ma quấy nhiễu? Này tu Bồ Đề, ác ma biến hóa thành nhiều thân để nói với Bồ Tát rằng: người ở chỗ Phật được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, tên người, tên cha người như vậy, tên mẹ người như vậy, tên anh em chị em như vậy, tên cha mẹ bảy đời của ngươi như vậy, ngươi sanh ở nước ấy, thành ấy, xóm làng ấy. Nếu thấy Bồ Tát tánh hạnh như hòa, liền nói tiếp với Bồ Tát rằng: người đời trước cũng như hòa. Nếu thấy Bồ Tát tánh hạnh bạo ngược, liền nói: người đời trước cũng có tánh như vậy. Nếu thấy Bồ Tát tu hành tịch tịnh thời, liền nói: người đời trước cũng tu hành tịch tịnh. Nếu thấy Bồ Tát mặc áo phá đi khất thực, sau giờ ngọ không uống nước, không uống thức ăn lỏng, một lần ngồi ăn một bình bát xin ăn nơi người khác, nghỉ ở giữa gò mả và chỗ đất trống dưới cây, thường ngồi không nằm, như trải tòa ngồi, chỉ dùng ba y hoặc ít muốn hoặc biết đủ, hoặc ở chỗ xa lạc xóm, hoặc không dùng dầu xoa chân, hoặc ít nói năng, liền nói với Bồ Tát ấy rằng: người đời trước cũng có hạnh như vậy. Vì sao? Vì người này có công đức khổ hạnh ấy, nên biết người đời trước cũng chắc chắn có công đức ấy. Bồ Tát ấy nghe việc và tên họ đời trước của mình, nghe tán thán công đức khổ hạnh của mình, liền vui mừng sanh tâm kiêu mạn. Khi ấy ác ma nói với Bồ Tát rằng: người có công đức như vậy, có tướng mạo như vậy, thật người đã được chư Phật thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu Bồ Đề, ác ma hoặc làm tỳ kheo mặc áo giáp, mặc áo pháp, hoặc làm thân cư sĩ, hoặc làm thân cha mẹ, đi đến chỗ Bồ Tát nói như vậy: người đã được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì tướng trạng công đức của bậc chẳng thoái chuyển, người đã có đầy đủ. Này tu Bồ Đề, ta đã nói Bồ Tát ấy vĩnh viễn thật không có hành loại tướng mạo của bậc chẳng thoái chuyển, nên biết Bồ Tát ấy bị ma cầm giữ. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy vĩnh viễn không có hành loại tướng mạo của bậc chẳng thoái chuyển. Chỉ vì nghe danh tự nên sinh tâm kiêu mạn, khinh lậu, chê bai người khác. Này tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát bị ma cầm giữ, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát không tu hành lâu sáu ba la mật, không biết tướng danh tự, không biết tướng sắc thọ tưởng hành thức. Ác ma đi đến nói rằng: tương lai ông sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, có tên gọi như vậy. Tùy theo bổn niệm người kia mà nói lên danh hiệu của nó. Vì Bồ Tát không có trí, không có phương tiện để nghĩ rằng: ta đời trước cũng có danh hiệu thành Phật. Người kia nói đúng như ý nghĩ của ta, lời người kia nói hợp với bản nguyện của ta, ta chắc chắn đã được Phật thọ ký. Này tu Bồ Đề, ta đã nói Bồ Tát ấy vĩnh viễn không có hành loại tướng mạo của bậc chẳng thoái chuyển, chỉ vì chấp lấy danh tự xuông mà khinh lậu chê bai người khác, vì thế nên xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy xa lìa bát nhã ba la mật, không có sức phương tiện, xa lìa thiện trí thức, tương đắc với ác trí thức, nên rơi vào hai địa vị thành Phật và bích chi Phật. Nếu nhiều lần qua lại trong đường sanh tử, vậy sau trở lại nương tựa bát nhã ba la mật, hoặc gặp thiện trí thức thường theo dõi thân cận, nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người ấy ở ngay thân này, nếu không hối cải điển, thời sẽ rơi vào hai địa vị, hoặc A-la-hán hoặc bích chi Phật. Thế như tỷ kheo đối với bốn trọng giới, nếu phạm một giới tức chẳng phải sa môn, chẳng phải thích tử, người ấy hiện thân không được bốn quả sa môn. Này tu Bồ Đề, tâm của Bồ Tát đắm vào danh tự xuông cũng như vậy. Vì khinh lậu chê bai người khác, nên biết tội ấy nặng hơn tội phạm bốn trọng giới của tỷ kheo, hơn nữa còn quá hơn tội ngũ nghịch. Vì đắm vào danh tự mà sanh tâm cao ngạo, khinh lậu chê bai người khác, nếu sanh tâm như vậy, nên biết tội ấy rất nặng. Các ma sự vì tế về danh tự như vậy, hàng Bồ Tát nên giác trì.
Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi chỗ xa vắng không nhàm núi trầm mà đi đến chỗ Bồ Tát khen ngợi việc ở xa lìa xóm làng ấy rằng: Thiện nam tử, việc ngươi làm đúng theo lời Phật khen ngợi. Này tu Bồ Đề, ta không khen ngợi xa lìa là chỉ ở chỗ trống không, nhàn tịnh, núi trầm, khoáng đạt, xa xôi. Tu Bồ Đề thưa: Nếu chỗ trống không, nhàn tịnh, núi trầm, khoáng đạt, xa xôi không phải là cách xa lìa, vậy lại có cách xa lìa khác thế nào? Phật bảo tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa lìa tâm cầu thanh văn bích chi Phật mà ở chỗ trống không, nhàn tịnh, núi trầm, khoáng đạt, xa xôi, thời đó là cách xa lìa được Phật khen ngợi. Này tu Bồ Đề, cách xa lìa như vậy, Bồ Tát nên phải ngày đêm thực hành các xa lìa ấy, đó gọi là Bồ Tát tu hạnh xa lìa. Này tu Bồ Đề, nếu ác ma nói cách xa lìa là ở chỗ trống không, nhàn tịnh, núi trầm, khoáng đạt, xa xôi, thì Bồ Tát đó tâm vẫn ở chỗ huyên náo, là vì không xa lìa tâm cầu thanh văn bích chi Phật, không siêng tu bát nhã ba la mật, Bồ Tát ấy không thể đầy đủ tí nhất thiết chủng. Bồ Tát ấy theo cách xa lìa của ác ma nói nên tâm không thành tịnh. Khinh khi Bồ Tát khác ở gần thành tịnh mà tâm thành tịnh, khinh khi không có sự huyền náo của thanh văn bích chi Phật, cũng không có các tâm ác khác được đầy đủ thiền định giải thoát trí tuệ thần thông. Bồ Tát lìa bát nhã ba la mật không có sức phương tiện, thời tuy ở chỗ cẩm thú, quỷ thần, la sát ở xa ngoài trăm ngàn do tuần trải qua, hoặc một năm trăm ngàn vạn ước năm, hoặc quá vạn ước năm mà không biết cách xa lìa của Bồ Tát, đó là Bồ Tát do cách xa lìa ấy mà thâm tâm phát nguyện được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hành tạp nhạc. Bồ Tát tu ở chỗ huyền náo mà nương tựa đóng trước tướng xa lìa, việc làm người ấy Phật không chấp thuận hứa. Này tu Bồ Đề, ta nói cách xa lìa thật là Bồ Tát không ở trong đó, cũng không thấy tướng xa lìa. Vì sao? Vì chỉ thực hành hạnh không xa lìa, khi ấy ma đến ở giữa hư không khen ngợi rằng: lành thay, thiện nam tử, đó là cách xa lìa chân chánh của Phật nói. Người thực hành hạnh xa lìa ấy mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy nghe như vậy, khởi niệm đắm trước hạnh xa lìa, mà khinh dễ các tỷ kheo thanh tịnh cầu Phật đạo cho là huyên náo, lấy huyên náo làm không huyên náo, lấy không huyên náo làm huyên náo, nên cùng kính lại không cùng kính, không nên cùng kính lại cùng kính. Bồ Tát ấy nói rằng kẻ phi nhân nghĩ đến ta mà khen ngợi ta sở hành của ta là hạnh xa lìa chân chánh, còn người ở gần thành thị thì ai đến khen ngợi ông? Do nhân duyên ấy nên khinh các Bồ Tát khác. Này tu Bồ Đề, nên biết đó là hạng Bồ Tát trên Đà La làm ô nhiễm các Bồ Tát. Người ấy tường tờ Bồ Tát mà thật là giặc lớn giữa trời người, cũng là kẻ giặc trong hàng sa môn mặc áo pháp. Người như vậy, các người cầu Phật đạo không nên thân cận, không nên cúng dường cung kính. Vì sao? Này tu Bồ Đề, vì nên biết người ấy đã rơi vào tăng thượng mạng, thế nên nếu Bồ Tát muốn không bỏ nhất thiết trí, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhất tâm muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn lợi ích chúng sanh, thời không nên thân cận cung kính cúng dường người ấy. Pháp của Bồ Tát là thường nên siêng cầu tư lợi, nhàm sợ thế gian, tâm thường xa lìa ba cõi. Đối với người ấy nên khởi tâm từ bi hỷ xả, ta tu Bồ Tát đạo không nên sinh các tội lỗi như vậy, nếu sinh hãy nên diệt gấp. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát nên khéo giác tỉnh việc ấy, đối với việc ấy khéo tự mình ra khỏi. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hãy nên thân cận cung kính cúng dường thiện trí thức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thiện trí thức của Bồ Tát? Phật bảo tu Bồ Đề: Các Đức Phật là thiện trí thức Bồ Tát, các Bồ Tát cũng là thiện trí thức của Bồ Tát, A-la-hán cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, sáu ba-la-mật cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, như như thực tế pháp tánh cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, sáu ba-la-mật là Thế Tôn, sáu ba-la-mật là đạo, sáu ba-la-mật là ánh sáng lớn, sáu ba-la-mật là ngọn đuốc, sáu ba-la-mật là cứu vớt,
sáu ba la mật là trí, sáu ba la mật là tuệ, sáu ba la mật là cứu vớt, sáu ba la mật là chỗ về, sáu ba la mật là quả bã, sáu ba la mật là đạo số giáo, sáu ba la mật là cha mẹ, bốn niệm xứ hướng cho đến trí nhất thiết chủ cũng như vậy. Vì sao? Vì sáu ba la mật và 37 pháp trợ đạo cũng là cha mẹ của chư Phật quá khứ, cũng là cha mẹ của chư Phật vị lai hiện tại. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều từ trong sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo xuất sanh. Vì thế nên Bồ Tát muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác chúng sanh, nên học sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo và bốn niệm pháp mà nhiếp thủ chúng sanh. Những gì là bốn nhiếp pháp? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Này Tu Bồ Đề, vì sự lợi ích ấy nên ta nói sáu ba la mật và 37 pháp trợ đạo là thế tôn của Bồ Tát, là đạo, là ánh sáng lớn, là ngọn đuốc, là trí, là tuệ, là cứu vớt, là chỗ về, là vỏ bãi, là đạo rốt ráo, là cha mẹ của Bồ Tát. Do lẽ ấy nên Bồ Tát muốn không theo lời dạy của người khác mà an trú, muốn dứt hết nghi lầm cho chúng sanh, muốn nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, nên học bát nhã ba la mật. Vì cớ sao? Vì trong bát nhã ba la mật nói rộng các pháp, đó là chỗ Bồ Tát nên học. Luận hỏi: trong phẩm chẳng thoái chuyển đã nói rộng tướng trạng chẳng thoái chuyển, cớ sao nay nói lại? Đáp: nghĩ hay bát nhã ba la mật được nói đều là tướng trạng chẳng thoái chuyển, nhưng trong phẩm chẳng thoái chuyển nói nhiều việc ấy, còn trong các phẩm khác cũng có nhiều chỗ nói tướng trạng chẳng thoái chuyển nhưng không có thứ lớp. Có người nói: vì chúng sanh hậu lai mà nói tướng trạng chẳng thoái chuyển với lý lẽ khác. Có người nói có hai thứ chẳng thoái chuyển: một là đã được thọ ký, hai là chưa được thọ ký. Được thọ ký có hai: một là được thọ ký trong hiện tiền, hai là không được thọ ký trong hiện tiền. Không được thọ ký trong hiện tiền có hai: một là đầy đủ nhân duyên thọ ký, hai là chưa đầy đủ nhân duyên thọ ký. Đầy đủ nhân duyên thọ ký là biết thực tướng các pháp đầy đủ sáu ba la mật. Không đầy đủ nhân duyên thọ ký là chỉ biết thực tướng các pháp được một phần bát nhã ba la mật, còn các ba la mật khác chưa đầy đủ. Bồ Tát ấy có thể đối đáp như Bồ Tát chẳng thoái chuyển, đây là tướng trạng chẳng thoái chuyển được nói ở cuối phẩm trước. Thế nên thử lớp nói: trong mộng không tham hai niệm nhị thừa, nên tùy chưa đầy đủ pháp chẳng thoái chuyển cũng gọi là chẳng thoái chuyển. Như vậy nên trong phẩm này thì lớp nói Bồ Tát ấy trong ban ngày thường tu tập, không nên ban đêm ở trong mộng, cũng không tham vào cõi. Người ấy thường tu hành tâm từ bi đối với chúng sanh, ưa vui Phật pháp, nên không tham nhịn thừa, hoặc khi mộng khi thức đều quán các pháp như mộng như viễn. Bồ Tát ấy tuy chưa được hiện tiền thọ ký, chưa đầy đủ các pháp khác, cũng được gọi là tướng trạng chẳng thoái chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát thoái chuyển ở hai nơi: một là đắm trước cái vui của thế gian nên thoái chuyển, hai là thù chứng nhịn thừa nên thoái chuyển. Còn Bồ Tát tâm kiên cố, sâu vào không và có tâm từ bi, nên cho đến trong mộng cũng không tham ba cõi nhị thừa, huống gì trong khi thức. Lại nữa, nếu Bồ Tát trong mộng thấy Phật thuyết pháp ở giữa đại chúng trời người, đó là nghĩa thực tướng các pháp, Bồ Tát biết nghĩa ấy tâm hợp với pháp. Lại nữa, pháp bí mật của chư Phật Bồ Tát trong mộng được thấy, đó là thấy thân Phật vô lượng, quá núi Tu Di sắc vàng diêm phủ đà, tự trang nghiêm với 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình, phóng ra vô lượng hào quang phạm âm thuyết pháp, lại từ lỗ chân lông trên thân biến ra vô lượng hóa Phật, đi đến mười phương dùng sức phương tiện thi hành Phật sự, độ thoát chúng sanh. Bây giờ Bồ Tát ấy thấy sức mạnh, thấy sức thần thông của Phật, nên thân tâm trong sạch hỏi Phật pháp, biết được thực tướng các pháp ấy gọi là chẳng thoái chuyển. Bồ Tát ấy thường tập hành rốt ráo không, nên các phiền não chấp ta và của ta bị bẻ mỏng, cho đến đối với tự thân không tiếc. Huống gì kẻ thần thích khác, vì nhân duyên ấy, nên nếu trong mộng thấy hoặc tự thân, hoặc cha mẹ, hoặc bị giết, hoặc chết, và xóm làng bị phá hoại, cũng không yêu não, sợ hãi. Khi thức dậy suy nghĩ như trong mộng không chết mà thấy chết, không sợ mà sợ. Hết thảy ba cõi đều như vậy, chứ đâu chỉ trong mộng. Khi ta thành Phật sẽ vì chúng sanh nói các pháp rốt ráo không như mộng.
Lại nữa, có Bồ Tát khi gieo trồng nhân duyên về cõi nước thanh tịnh nguyện rằng: Ta trong thời gian bao nhiêu chứa nhóm công hạnh làm cõi nước thanh tịnh, tu tập tâm ấy, nên trong mộng nếu thấy chúng sanh ba đường ác để được tâm ấy, khi ta thành Phật khiến cõi nước ta cho đến không có danh tưởng ba đường ác. Lại nữa, Bồ Tát thường tu tâm từ bi nên trong mộng thấy lửa địa ngục đốt chúng sanh, liền thè lửa để tắt. Khi thức dậy giữ lấy tướng ấy, nếu thấy lửa thiệt đốt thành quách, liền nghĩ rằng ta trong mộng có thể làm tắt lửa, thời lửa này cũng sẽ tắt. Vì cớ sao? Vì Phật nói cảnh mộng và thức không khác nhau. Do Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu tập phước đức, được thật tướng các pháp nên quỷ thần Long Vương giúp đỡ làm tắt lửa. Trong đó có thứ lửa không tắt mà đốt cháy một nhà chừa một nhà, đó là vì chúng sanh tội nặng, sức phước đức và trí tuệ của Bồ Tát không thể dứt tội nặng ấy, vì đó là tội phá pháp. Pháp đây là Bát Nhã Ba La Mật, sự lợi ích của các pháp khác không sánh kịp Bát Nhã Ba La Mật. Thế nên phá Bát Nhã Ba La Mật mắc tội nặng, do sức thệ nguyện của Bồ Tát nên lửa không thứ lớp đốt cháy, chỉ vì tội nặng không thể cứu, chứ không ngại gì tướng trạng chẳng thoái chuyển, bị kẻ phi nhân cầm giữ cũng như lửa chú thuật. Có Bồ Tát chưa biết vô sinh pháp nhẫn, nghe nói đọc câu chú chẳng thoái chuyển, quỷ bỏ đi liền đọc chú. Bồ Tát ấy tự mình chưa có sức, ác ma đến khiến quỷ thật bỏ đi, lại tự ỷ thị cho là do sức của mình. Vì có lỗi lầm như vậy nên Phật dạy phải giác tĩnh, phải giác tĩnh. Lại nữa, Bồ Tát chưa vào chính vị, ác ma hiện các loại hình theo tâm niệm của Bồ Tát đi đến hỏi rằng: Ông đã được thọ ký, ông có tướng ấy chỉ vì mắt thịt nên không biết. Do nhân duyên đó nên Bồ Tát sinh tâm ta thượng mạn, khinh miệt người khác,